Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 107. Nét mặt của Sách Thiên Khánh rất ngạo mạn và lạnh lùng, chẳng hề xem trọng 1 triệu đại quân của đế quốc Thiên Võ. Hắn lớn giọng, danh con như nhà ngươi mà cũng xứng làm hoàng đế sao? Mau quỳ xuống cầu xin, có thể ta sẽ tha chết cho nhà ngươi. Phản tặc to gan, dám vô lễ với hoàng đế Thiên Võ, mau quỳ xuống, Ân Thiên Giáp bay lên cao, đấm thẳng về phía Sách Thiên Khánh. Phía sau Sách Thiên Khánh, hai bán thần đã bay lên trời để đấu với Ân Thiên Giáp. Một tiếng ầm vang lên, hai bán thần đều bị đẩy lùi bởi cú đấm của Ân Thiên Giáp. Khí tức của hai bán thần như tắc nghẽn, họ rất đỗi kinh ngạc khi Ân Thiên Giáp có năng lực mạnh như thế. Ngô Bình nhẹ nhàng nói, Sách Thiên Khánh, ta cho nhà ngươi một cơ hội hối cải. Nếu bây giờ nhà ngươi đầu hàng, ta sẽ tha chết. Sách Thiên Khánh hử giọng, cứ ra tay đi, xem ai thắng ai. Ngô Bình phất tay, thần ma vệ, võ tiên vệ, tấn công. Ngay tức thì, hai nhóm đại vệ và mấy nghìn thị vệ lao về phía Sách Thiên Khánh. 10 bán thần xông lên trước, theo sau là đại quân của đối phương. Sách Thiên Khánh vẫy tay một cái, 3.000 bùa thần biến thành 3.000 thần binh, bắt đầu chiến đấu dữ dội. Đúng lúc này, Ngô Bình niệm một đoạn chú. Đây là loại thánh thuật mà chỉ có thánh nhân mới thực hiện được. Trong nháy mắt, hàng chục triệu luồng kim quang từ trên trời bay xuống, chiếu vào người các thị vệ. Được kim quang phù trợ, các thị vệ không còn sợ đau thương, năng lực tăng lên gấp mấy lần. Họ lập tức đánh đến mức khiến thần binh liên tục lùi về sau rồi ngã rạp, biến trở về những lá bùa thần không hoàn chỉnh. Sau đó Ngô Bình ra lệnh cho Thiên Long xuất trận, giúp Ân Thiên Giáp chém giết 10 bán thần kia. Từ đầu đến cuối, Ngô Bình không hề ra tay, mặc dù anh có thể giết chết kẻ địch chỉ trong chớp mắt. Trận chiến kết thúc rất nhanh, 3.000 thần binh đều bị hạ gục, 10 bán thần lần lượt bị giết chết. Khi bán thần đầu tiên bị giết, Sách Thiên Khánh đã cảm thấy không lành. Khi 6 bán thần chết đi, phần lớn thần binh cũng bị tiêu diệt, hắn biết mình không còn hy vọng nữa nên liền chạy trước. Sách Thiên Khánh, quỳ xuống. Ngô Bình trầm giọng nói. Thánh ngôn có tác dụng, nói sao làm vậy, Sách Thiên Khánh có tu vi rất bình thường, ngay lập tức không chống cự được, đành phải quỳ xuống trước mặt Ngô Bình một cách mất tự chủ. Cảnh tượng này khiến binh sĩ nhà họ Sách lập tức mất sĩ khí, có một số người đã dứt khoát quỳ xuống đầu hàng. Ngay cả chủ công còn quỳ, bọn họ việc gì phải liều mạng tiếp cơ chứ? Một người quỳ sẽ có 2 người quỳ, 2 người quỳ sẽ có 10 người quỳ. Dần dần, trận chiến kết thúc. Tất cả binh sĩ nhà họ Sách thi nhau quỳ xuống đất, những kẻ phản kháng cũng bị giết rất nhanh. Sách Thiên Khánh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, sao nhà ngươi lại có tu vi mạnh đến vậy? Ngô Bình đáp, Sách Thiên Khánh, nhà ngươi tưởng rằng sở hữu bán thần là có thể đối đầu với Trẫm ư, đúng là ấu trí. Người đâu, lôi Sách Thiên Khánh ra chém, tiếp quản địa bàn của họ Sách. Anh nói tiếp, Kỷ Nhược Phi, từ nay về sau, địa bàn nhà họ Sách sẽ thuộc về nhà họ Kỷ. Từ hôm nay, Kỷ thị thay thế Sách thị, thăng làm vương tộc. Kỷ Nhược Phi và người nhà họ Kỷ vô cùng mừng rỡ, liền tiến đến tạ ơn. Hoàng đế Thiên Võ san bằng nhà họ Sách chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn. Tin vừa truyền ra, thiên hạ đều chấn động. Những thế lực vốn không có lập trường liền thi nhau cử người đến triều đình để tỏ lòng chung với Ngô Bình. Sau khi dẹp yên phản loạn họ Sách, Ngô Bình khải hoàn hồi triều. Linh Hy, Vân Tịch, Kỷ Nhược Phi, Lý Mai đều được giao những chức vụ quan trọng. Sau khi bàn bạc với các đại thần, Ngô Bình chia đất nước làm 50 tỉnh, dưới tỉnh có quận, dưới quận là châu, dưới châu có huyện là trấn, dưới trấn là thôn làng và trang trại. Huyện ở đây có diện tích rất khủng khiếp, gần như rộng ngang ngửa tỉnh của Viêm Long ngày xưa. Ví dụ như Thất Châu Thái Thanh ban đầu, giờ đã nằm trong quận Thái Thanh, tổng diện tích chưa đến 1/3 quận Thái Thanh. Hiện nay quận Thái Thanh có 24 châu. Thăng quan của tỉnh được gọi là tỉnh đốc, dưới là quận thủ, châu mục, huyện lệnh, trấn ti, thôn trưởng. Hiện tại đế quốc Thiên Võ có 30 tỉnh, 307 quận, hơn 7.000 châu, hơn 100.000 huyện. Ngoài thiết lập các cấp hành chính, Ngô Bình còn thành lập học đường cấp huyện ở các huyện, trên là học quán cấp châu, học viện cấp quận, học phủ cấp tỉnh, học cung cấp quốc gia. Bắt đầu từ học đường cấp huyện, dạy cho người trẻ tuổi nền tảng tu hành và cung cấp tài nguyên giáo dục miễn phí. Tất nhiên,
để được nhận vào học đường cũng phải có tư chất nhất định. Vào đến học đường, người học đạt thành tích ưu tú và tu vi đạt đến trình độ nhất định, sẽ được vào học quán cấp châu để tiếp tục học kiến thức tu hành cao thâm hơn. Học sinh ưu tú của học quán có thể tiếp tục đến học viện cấp quận để học sâu hơn. Cứ tiếp tục như vậy, những người vào được học phủ cấp tỉnh đều là những tài năng và thiên tài ưu tú bậc nhất của tỉnh. Họ đều sẽ có thành tích ấn tượng. Dĩ nhiên, đứng đầu chính là học cung thiên võ, có ngưỡng đầu vào cực kỳ cao và không hạn chế số lượng. Sẽ có những năm không có lấy một học sinh mới, cũng sẽ có những năm xuất hiện rất nhiều học sinh mới. Những đơn vị dạy học này không chỉ giảng dạy kiến thức tu hành mà còn truyền đạt những kiến thức khác, dạy theo năng khiếu. Dân số của đế quốc thiên võ vượt qua con số 10.000 tỷ, hàng năm đều sẽ sản sinh một lượng lớn học sinh thiên tài. Họ sẽ dần dần trưởng thành và trở thành trụ cột nước nhà. Ngày nào Ngô Bình cũng bận rộn chính sự, biên soạn tài liệu giảng dạy, lựa chọn quan viên, vân vân. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, Ngô Bình bổ nhiệm Tư Không Vũ làm đại tướng quân của đế quốc thiên võ để huấn luyện ba quân, chọn ngày tấn công đế quốc thần võ. Ngô Bình lên kế hoạch đánh bại đế quốc thần võ trước, sau đó kiểm soát tam thánh giáo của phía đông đế quốc thần võ. Diện tích khu vực do tam thánh giáo nắm giữ còn rộng hơn đế quốc thần võ gấp 5 lần. Hôm nay Ngô Bình đến ẩn đảo, vào ngân khố của tiên quốc xem có nhận được phần thưởng hay không. Bây giờ anh là hoàng đế thiên võ, quốc gia phải chi tiêu cực kỳ nhiều, nơi nào cũng cần tiền và tài nguyên. Vì vậy anh phải tìm tài nguyên càng nhanh càng tốt. Dưới sự chỉ dẫn của người nhà Tư Không, cuối cùng Ngô Bình cũng đến lối vào ngân khố của tiên quốc. Vào ngân khố, anh phát hiện nơi này là một không gian vô cùng rộng lớn. Vừa bước vào không gian này đã có một luồng năng lượng truyền vào cơ thể anh, tựa như đang thăm dò anh vậy. Một lát sau, có giọng nói vang lên trong đầu, hãy cho biết thân phận. Ngô Bình nói, thánh nhân đương thời, Lý Huyền Bình. Giọng nói kia đáp, tôi là người trông coi ngân khố. Anh có thể gọi tôi là Đồ. Ngô Bình hỏi, Đồ, nghe nói ngân khố có cấm chế, không biết tôi có thể lấy đồ vật của ngân khố hay không? Đồ trả lời, ngân khố của tiên quốc, lấy theo tài năng. Tài năng của anh càng lớn, năng lực càng mạnh, lượng đồ vật có thể lấy đi càng nhiều. Ngô Bình hỏi, đo đạc tài năng bằng cách nào? Đồ đáp, tôi đã bước đầu kiểm tra tư chất của anh, cực kỳ phi thường. Phía trước là bục kiểm tra chi tiết, kiểm tra xong, anh sẽ nhận được khố phiếu. Khố phiếu có thể dùng để đổi tất cả vật phẩm của ngân khố, vật phẩm khác nhau có giá trị phiếu khác nhau. Ngô Bình hỏi, chỉ có thể nhận khố phiếu thông qua việc đo lường tài năng à? Đồ trả lời, cũng có thể nhận thêm khố phiếu bằng cách hoàn thành nhiệm vụ tiên quốc. Đôi mắt Ngô Bình sáng lên, làm cách nào để lấy được nhiệm vụ tiên quốc? Đồ đáp, phải kiểm tra trước, cho anh thân phận quốc dân, thân phận càng cao thì nhiệm vụ anh lấy được càng cao cấp. Ngô Bình nói, được, chúng ta đi kiểm tra. Ngô Bình đi theo chỉ dẫn của Đồ đến một thạch đài, anh bước lên đó thì có một tia sáng chiếu xuống bắt đầu kiểm tra anh. Sau đó liên tục có các tia sáng chiếu xuống người anh trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ, khi ánh sáng biến mất, Đồ nói, chúc mừng Lý Huyền Bình, kết quả kiểm tra của anh là Thánh Vương, xa hơn nữa sẽ là Thánh Hoàng. Theo luật thì anh sẽ nhận được thân phận Thánh Hoàng. Ngô Bình, thân phận này đã phải là cao nhất chưa? Cao nhất rồi, vào thời Thiên Quốc, chỉ có ba người có thân phận này thôi. Dù là đại đế của Thiên Quốc thì cũng chỉ có một người là Thánh Hoàng. Ngô Bình, Thánh Hoàng sẽ nhận được bao nhiêu khố phiếu? Đồ, 1.000 tỷ khố phiếu. Ngô Bình không rõ ngần ấy khố phiếu sẽ có giá trị ra sao nên hỏi, tất cả đồ bên trong quốc khố có giá trị bao nhiêu khố phiếu? Đồ, khoảng 12.000 tỷ khố phiếu. Ngô Bình cười nói, thế thì coi như tôi lấy một phần 12 trong số đó đi rồi còn gì. Đồ, đúng vậy. Nhiệm vụ của tiên quốc ở đâu, Ngô Bình vẫn thấy chưa đủ. Đồ, đây là sách nhiệm vụ cậu có thể nhận đều ở đây. Ngay sau đó đã có một cuốn sách màu vàng xuất hiện trước mắt Ngô Bình, anh không nhìn kỹ mà cất đi luôn rồi nói, đưa cho tôi danh sách những món đồ bên trong tiên khố. Sau đó, đã có một cái kho khổng lồ giả lập xuất hiện trong đầu Ngô Bình, bên trong chứa đủ các món đồ. Sau ngày hôm nay, đến chuyện ăn uống của người dân cũng trở thành vấn đề, vì thế Ngô Bình sẽ đi mua đồ ăn trước, tiên quốc đã trữ rất nhiều lương thực, bao gồm cả gạo thần và gạo tiên.
Trong đó, gạo thần chia thành 3 cấp bậc, gạo tiên chia thành 5 cấp. Một khố phiếu có thể đổi được 1 triệu bao gạo thần cấp 3, 400.000 bao gạo thần cấp 2, 180.000 bao gạo thần cấp 1. Nếu là gạo tiên thì một khố phiếu chỉ đổi được 100.000 bao gạo tiên cấp 5, 50.000 bao cấp 4, 20.000 bao cấp 3, 8.000 bao cấp 2 và 2.000 bao cấp 1. Đối với người dân thì nhu cầu chủ yếu là ăn no, vì thế Ngô Bình quyết định đổi 12 tỷ khố phiếu sang gạo thần cấp 3, ngần ấy gạo là đủ cho nhân dân cả nước ăn trong hơn một năm rồi. Sau đó, anh lại mua thêm 16 tỷ gạo thần cấp 1, 30 tỷ gạo tiên cấp 3 và 64 tỷ gạo tiên cấp 1. Các loại gạo cao cấp này là dành cho các học trò ở những nơi dạy học như học đường, học quản và quần thần cùng giới quý tộc ăn. Mua xong lương thực, anh chuyển sang mua đồ trang bị. Ngày trước, những thứ anh lấy được của Tư Không Vũ chưa phải là đồ trang bị tinh nhuệ thật sự, vì những thứ ấy chỉ có trong quốc khố. Đương nhiên giá tiền của những món trang bị cấp cao rất cao, ví dụ như một loại đao chém thần, mỗi thanh đều có giá 150.000 khố phiếu, nhưng lực sát thương thì khỏi phải bàn. Tiếp nữa là một loại chiến xa có thể chứa cả trăm người, mỗi chiếc đều có thể chống lại một cường giả chân tiên, nhưng giá của nó là 1.200.000 khố phiếu một chiếc. Cuối cùng, Ngô Bình đã bỏ ra thêm hơn 350 tỷ khố phiếu để mua các trang bị quân dụng cho các binh sĩ của mình. Ngoài ra, anh còn mua thêm ít đan dược và dược liệu mất hơn 100 tỷ, cuối cùng đã dùng gần hết một nửa số khố phiếu có được. Ngô Bình cầm đồ rồi rời khỏi quốc khố, trở lại đế quốc Thiên Võ. Anh vừa về thì đã đưa ngay các trang bị cùng đan dược mới mua cho Tư Không Vũ, để ông ta chia cho các chiến sĩ tinh nhuệ. Ngô Bình cũng không nghỉ ngơi mà bắt tay vào nghiên cứu một loại đan dược có dược hiệu mạnh hơn thần mạch đan. Đan dược này có thể kích hoạt tiềm năng của con người, mở huyết mạch chân nhân. Vì thế anh định đặt tên cho nó là chân mạch đan, vừa hay đối xứng với thần mạch đan. Anh mất 3 ngày mới luyện xong lò đan dược đầu tiên, thành phẩm là đan dược cấp đế phẩm. Sau khi uống vào, hiệu lực của chân mạch đan sẽ thể hiện rõ hiệu quả hơn thần mạch đan mà anh từng luyện chế. Vì vậy, anh không ngừng tối giản các luyện để luyện chế được nhiều hơn. Nhưng mặt trái của việc luyện chế nhiều là chất lượng của đan dược không thể quá cao được, nhưng đạt đến cấp phương phẩm thì vẫn không thành vấn đề. Cứ thế ngày nào Ngô Bình cũng luyện chế từ 50 đến 60.000 viên chân mạch đan, liên tục như vậy trong vòng nửa tháng, số lượng đan dược đã tăng lên chóng mặt. Trong các hoàng tộc, vương tộc và quý tộc đều nuôi một lượng binh sĩ lớn, anh đã chọn ra 1 triệu người giỏi nhất trong số này để cho họ uống chân mạch đan nhằm nâng cao thực lực và tăng tu vi. Vì thế, đế quốc Thiên Võ chợt có thêm 1 triệu binh sĩ có lực chiến đấu kinh người. Bây giờ, số lượng binh sĩ tinh nhuệ của họ đã đạt đến 5 triệu người, cường binh cũng đã lên tới hơn 500.000 người. Hôm nay, Tư Không Vũ sẽ dẫn 2 triệu quân linh nhuệ, 300.000 cường binh đến đánh chiếm đế quốc Thần Võ. Qua một thời gian khôi phục, đế quốc Thần Võ đã sản sinh ra nhiều chiến sĩ bán thần. Song, cả chất lượng và số lượng binh sĩ hay thậm chí là trình độ chỉ huy của họ đều thua xa đế quốc Thiên Võ. Ngày thứ nhất, Tư Không Vũ đã chiếm được 17 thành, đại phá đại quân của đế quốc Thần Võ. Tiếp theo, ông ta tấn công xuống phía nam để chiếm thủ đô. Lần này, đế quốc Thần Võ hoàn toàn không còn sức chống trả. Đến ngày thứ hai đã mở cổng thành đầu hàng. Thủ đô đã bị chiếm thì đế quốc Thần Võ khó mà giữ được. Hôm nay, Tư Không Vũ đã cho đại quân đánh chiếm tất cả thành trì và cửa khẩu quan trọng của đế quốc này. 2 ngày sau, đế quốc Thần Võ đã bị tiêu diệt, quốc thổ sáp nhập với Thiên Võ, bắt đầu hoạt động theo chế độ của họ. Tư Không Vũ giữ kỷ luật nghiêm minh nên người dân của đế quốc Thần Võ đều nghiêm túc chấp hành. Ngô Bình còn cho người mang lương thực tới phát cho người dân, đảm bảo họ không bị đói. Sau khi chiếm được đế quốc Thần Võ, Ngô Bình đã đưa người nhà từ Linh Châu đến Hoàng Cung. Hoàng Cung mới đang trong quá trình xây dựng, người chịu trách nhiệm là Lỗ Ngọc. Lỗ Ngọc vốn là tổng quản chế tạo của đại thương nên rất am hiểu về kiến trúc, Hoàng Cung mà ông ta đang xây còn cao cấp và to lớn hơn Hoàng Cung trước. Đường Tử Di được phong làm Hoàng hậu, Chu Thanh Nghiên, Đường Băng Vân, Lý Mai, Nhậm San San, Đào Như Tuyết, Linh Hy, Thượng Quan Linh Nhi, Vân Tịch đều được phong làm quý phi. Trương Lệ và Lý Niệm Tổ đương nhiên cũng thành Hoàng Thái Hậu và Hoàng Phụ, vợ chồng Lý Vân Đầu thì trở thành Hoàng Tổ Gia và Hoàng Tổ Nãi. Đình Nhi, Thủy Sinh, Khá Nhi thành Hoàng Tử và Công Chúa,
thậm chí Ngô Bình còn sắc phong cho cả gia đình của cô chú mình là nhà Lý Đông Hưng và Lý Gia Ninh. Sắc phong kết thúc, Ngô Bình chờ mọi thứ ổn định hơn rồi chuẩn bị đối phó với Tam Thánh Môn. Địa bàn của Tam Thánh Môn nối liền với đế quốc thần võ, ngoài ra còn xen giữa nước Long và đế quốc thiên võ của hiện tại, vì thế cả hai phe trên đều muốn chiếm được nơi này. Nếu đế quốc thiên võ chiếm được Tam Thánh Môn thì diện tích quốc gia sẽ vượt mặt nước Long, dân số cũng nhiều hơn. Hôm nay, Ngô Bình bảo Lý Niệm Tổ quản lý việc nước, còn mình thì lặng lẽ đến Tam Thánh Môn ở núi Đại Thánh. Khu vực mà Tam Thánh Môn quản lý có hệ thống sông ngòi dày đặc, một vùng sông nước nổi tiếng thiên hạ nên hay được gọi là vùng Giang Nam. Người dân ở đây có cuộc sống no đủ, người kinh doanh buôn bán cực nhiều. Đại lục Côn Luân còn có câu nếu tài nguyên trong thiên hạ có 10 đấu thì Giang Nam đã chiếm 3 đấu rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nơi này phát triển tốt như vậy là bởi cách quản lý của Tam Thánh Môn, nhưng môn phái này cũng chỉ phụ trách về trị an, bảo vệ người dân trong khu vực và hạn chế chiến loạn. Nghe nói Tam Thánh Môn có nguồn gốc từ 3 vị đại thánh thượng cổ, vì thế nền móng của họ rất vững chắc, đến thiên đạo môn cũng phải nể phục phần nào. Ngày trước, khi tiên quốc bành trướng thế lực, Tam Thánh Môn cũng chỉ nghe theo lệnh phần nào, đến thời đại thương thì họ mặc kệ, còn đại thương cũng không làm gì được họ. Ngô Bình đến núi Đại Thánh, vừa vào trong, anh đã cảm thấy ngọn núi này rất phi phàm, thậm chí còn có khí tức của thánh giả truyền ra. Anh đi sâu vào bên trong để tìm Tam Thánh Môn. Có một cổng chào rất cổ xưa ở trước thung lũng, hiện đang có hai tiểu đồng đứng ở đây rồi thì thầm gì đó với nhau. Trông thấy Ngô Bình, một cậu tiểu đồng mặc áo đỏ ra hỏi, anh tìm ai? Ngô Bình cười nói, tôi đến gặp môn chủ của các cậu. Tiểu đồng, chúng tôi có 3 môn chủ, anh muốn gặp người nào? Ngô Bình, tất cả. Tiểu đồng bĩu môi nói, 3 môn chủ nhà tôi đều là nhân hoàng tuyệt thế, đâu phải ai muốn cũng có thể gặp được. Ngô Bình cười nói, ra là nhân hoàng, lợi hại đấy. Cậu vào bảo với họ là có thánh nhân đến gặp. Tiểu đồng cười khẩy, anh là thánh nhân ư? Nếu anh mà là thánh nhân thì tôi là. Nhưng cậu ta còn chưa nói hết câu thì chợt ngẩn ra, và Ngô Bình đã tỏa ra khí tức rất bức người, đó chính là uy lực của thánh nhân. Tham kiến thánh nhân, hai tiểu đồng kinh hãi rồi vội vàng quỳ xuống. Đúng lúc này, có 3 bóng người bay từ 3 ngọn núi tới. Trông họ chỉ có dáng vẻ khoảng 30 tuổi, một người để râu, vóc dáng hơi mập, một người cao gầy, còn một người thì trông oai phong bệ vệ. Cả 3 đều ngạc nhiên nhìn Ngô Bình, sau khi xác nhận cảm giác của mình là đúng thì đều tiến lên hành lễ tham kiến thánh nhân. Ngô Bình gật đầu, 3 vị nhân hoàng miễn lễ. Người để râu lúng túng nói, không giấu gì thánh nhân, chúng tôi còn cách một đoạn nữa mới đến được nhân hoàng. Đương nhiên Ngô Bình có thể phát hiện ra điều này, nhưng 3 người này là trưởng môn nên ít nhiều anh vẫn muốn giữ thể diện cho họ. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, anh nói, tôi mạo phạm đến đây, hy vọng không làm phiền 3 vị. Không dám, thánh nhân tới là vinh hạnh của chúng tôi, người cao gầy nói. Ngô Bình, cách đây không lâu, tôi đã thành lập đế quốc thiên võ, cũng vừa sáp nhập thêm đế quốc thần võ, vùng Giang Nam này nằm giữa nước Long và đế quốc thiên võ. Đế quốc thiên võ đã trỗi dậy mạnh mẽ, kiểu gì nước Long cũng có hành động. 3 người kia đưa mắt nhìn nhau, người đàn ông oai phong nói, ý của thánh nhân là muốn sáp nhập thêm Tam Thánh Môn chúng tôi. Ngô Bình lắc đầu, đương nhiên là không, Tam Thánh Môn vẫn là Tam Thánh Môn, chỉ có danh nghĩa là thuộc về đế quốc thiên võ thôi. Nếu làm được như vậy thì giả dụ nước Long đánh chiếm, đế quốc thiên võ có thể xuất binh bảo vệ nơi này. 3 người kia không hề nghi ngờ Ngô Bình, vì thánh nhân sẽ không lừa họ, vì điều này là không cần thiết. Người đàn ông cao gầy trầm ngâm vài giây rồi nói, thánh nhân, Tam Thánh Môn khá rời rạc, chưa hẳn đã thích ứng được với sự cai quản của người khác. Nhưng nếu thánh nhân có thể giúp Tam Thánh Môn một việc thì chúng tôi cam tâm tình nguyện đi theo đế quốc thiên võ. Nghe thấy thế, Ngô Bình rất ngạc nhiên, không biết họ định nhờ anh việc gì mà đánh đổi cả môn phái như vậy. Anh tò mò hỏi, 3 vị muốn tôi làm gì? Người đàn ông oai phong, mời thánh nhân vào điện Tam Thánh ngồi, sau đó chúng tôi sẽ kể thánh nhân nghe. Ngô Bình đi theo họ vào trong một đại điện, 3 người tự rót trà nước cho anh rồi giới thiệu về mình. Bọn họ là 3 môn chủ của Tam Thánh Môn, người đàn ông to béo tên là Trương Viên, người đàn ông cao gầy là Lục Phù,
còn người đàn ông oai phong là Nghiêm Hy Bản. Sau vài câu chuyện trò, Lục Phù nói, thánh nhân, tam thánh môn được truyền thừa từ ba vị đại thánh, nhưng sau đó không còn thánh nhân nào nữa. Cho tới 500 năm trước, có một cậu thiếu niên tên là Hầu Quan Văn trỗi dậy và nhanh chóng đột phá đến cảnh giới bán thánh. Nhưng sau đó, cậu ấy không thể đột phá được nữa, hơn nữa còn ở trong trạng thái nửa điên nửa dại. Chúng tôi chỉ có thể nhốt cậu ấy dưới lòng đất, cậu là thánh nhân, không biết có thể giúp Hầu Quan Văn đột phá lên thánh nhân được không? Ngô Bình hơi cau mày, anh vừa đột phá lên cảnh giới này nên biết độ khó của nó ở mức nào. Chắc tôi không thể giúp được đâu, vì đột phá lên cảnh giới này còn khó hơn cả Đại La. Nhưng tôi có thể giúp người này khôi phục tu vi và thoát khỏi trạng thái điên cuồng. Nghe thấy thế, ba vị môn chủ đều tỏ vẻ thất vọng, nhưng Hầu Quan Văn có thể bình thường trở lại cũng là tốt rồi. Nghiêm Hy Bản nói, mời thánh nhân đi theo chúng tôi. Ngô Bình đi qua một cánh cửa nhỏ rồi xuống một cung điện dưới lòng đất, ở đây có một cái lồng lớn đang nhốt một người đàn ông tóc tai bù xù. Nghiêm Hy Bản nói, thánh nhân, đây là Hầu Quan Văn, ngày xưa từng là bán thánh. Ngô Bình nhìn Hầu Quan Văn trong lồng thì ngạc nhiên phát hiện hắn đã hoàn toàn ma hóa, không chỉ thần hồn ma hóa, mà cơ thể cũng vậy. Nếu cái lồng này không được phù chú chân áp thì hắn đã thoát được rồi. Lục Phù, thánh nhân, Hầu Quan Văn có hồi phục lại được không? Ngô Bình thở dài nói, anh ta có phải bán thánh đâu, rõ là một ma đầu mà. Nhóm Lục Phù kinh ngạc khi nghe thấy vậy. Trương Viên, thánh nhân, sao Hầu Quan Văn lại thành ma đầu được? Ngày xưa, cậu ấy có tư chất tốt lắm. Ngô Bình, ma và thánh chỉ cách nhau một ranh giới rất nhỏ, có nhiều người không thể thành thánh, nên đã chọn làm ma. Ha ha! Quái nhân trong lồng đột nhiên bật cười, 500 năm rồi mới có một thánh nhân xuất hiện, tốt lắm, ăn thịt cậu xong là tôi sẽ thành chân ma. Trong tiếng cười của hắn, cái lồng chợt nóng lên rồi nung hóa, ngay sau đó đã biến mất, ma đầu kia đi thẳng về phía Ngô Bình. Nhóm Nghiêm Hy Bản kinh hãi rồi hét lớn, Hầu Quan Văn, cậu làm gì thế hả? Mau tỉnh lại đi. Ngô Bình híp mắt nói, rõ ràng anh có thể ra ngoài, tại sao phải chờ đến tận hôm nay? Ma đầu cười u ám nói, tại sao tôi phải ra ngoài? Ở đây có đám ngốc này cung cấp tài nguyên, quan trọng hơn là ở đây có đủ ma khí củng cố tu vi cho tôi. Ma khí, Nghiêm Hy Bản biến sắc mặt nói, cậu mở ma thiên động rồi ư? Ngô Bình hỏi, ma thiên động là gì? Nghiêm Hy Bản dậm chân nói, là lý do mà ngày xưa ba đại thánh đã xây dựng tam thánh môn ở đây, trong giếng ma thiên phong ấn rất nhiều ma khí, ba vị đại thánh đã xây tam thánh môn ở đây để phòng có người nhảy xuống giếng. Sau đó lệnh cho người đời sau phải trông coi giếng cẩn thận, không được cho bất cứ ai lại gần. Ngô Bình cau mày, vì anh đã nhìn thấy bên dưới cái lồng này khoảng hơn 1.000 mét có một địa động, tại đây có một miệng giếng. Cái nắp đã được mở ra, ma khí cuồn cuộn tích tụ. Rõ ràng các người đã biết hắn bị nhập ma mà vẫn nhốt ở nơi có giếng ma thiên, sợ quá trình ma hóa của hắn chậm quá hay gì, Ngô Bình của trách. Ba người kia đều cười trừ, Lục Phù nói, thánh nhân, trên giếng vốn có một đại trận, chúng tôi định mượn đại trận đó làm giảm ma khí của Hầu Quan Văn, ai ngờ cậu ta lại phá được đại trận rồi mở giếng ma thiên. Trời ơi, chúng tôi thành tội đồ thiên cổ rồi. Ngô Bình trầm giọng nói, mọi người ra ngoài đi. Ba người kia đưa mắt nhìn nhau, họ không thể so với thánh nhân được, nhưng họ là chủ của tam thánh môn thì phải chịu trách nhiệm với việc này. Lục Phù nói, thánh nhân, dù chúng tôi phải chết ở đây thì cũng không để ma đầu này thoát ra ngoài. Ngô Bình chẳng buồn nói nhiều mà cất bước đi tới gần ma đầu, một luồng hắc khí chợt bay ra từ trong miệng hắn, sau đó ma khí màu đen đã tích tụ thành xúc tu định cắn nuốt Ngô Bình. Hây! Ngô Bình hô lên một tiếng, vô vàn thánh quang tỏa ra triệt tiêu ma khí màu đen kia, làm ma đầu hét lên đau đớn. Thánh quang chứa hàng nghìn đường kiếm, chúng liên tục chém về phía ma đầu. Cùng lúc đó, Ngô Bình còn thi triển kiếm giới, ma đầu đã hoàn toàn bị áp chế không thể cử động nên để mặc cho Ngô Bình muốn làm gì thì làm. Hắn tức tối hét lên, cậu không phải thánh nhân, thực lực này mạnh hơn thánh nhân nhiều, mau nói đi, cậu là ai? Ngô Bình, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là anh sắp chết rồi. Quỳnh. Ngô Bình bỏ lò bát quái ra rồi ném ma đầu vào trong để luyện hóa. Ma đầu la hét thất thanh trong lò, nhưng rất nhanh sau đó đã im bặt. Khoảng nửa tiếng sau,
lò bát quái mở ra, một viên đan dược màu đen bay lên. Ngô Bình nhìn viên đan dược ấy rồi nói, sức mạnh của ma đầu này rất đặc biệt, viên thiên ma đan này có thể kích hoạt tiềm năng của cơ thể. Nhóm Lục Phù ngơ ngác nhìn nhau, họ không ngờ ma đầu với ma khí ngất trời như vậy cũng bại dưới tay thánh nhân một cách nhanh chóng. Họ vừa bái phục vừa vui mừng, nếu không có Ngô Bình thì chắc Tam Thánh Môn đã bị diệt môn rồi, bí mật về giếng ma thiên cũng sẽ bị người ngoài biết được, hậu quả thật sự khôn lường. Cảm ơn thánh nhân. Ngô Bình nhìn xuống cái giếng rồi hỏi, giếng này có lai lịch thế nào? Lục Phù, các đại thánh kể là vào thời của các thánh có rất nhiều thánh nhân. Âm dương trong trời đất cân bằng, thánh nhân nhiều mà ma đầu cũng không ít. Vì thế trong nhân gian đã xuất hiện rất nhiều ma quỷ, tuy thánh nhân không thể thay đổi sự cân bằng, nhưng họ có thực lực để đuổi các ma quỷ đó sang không gian khác, tránh cho chúng gây hại cho nhân gian. Dần ra, không gian này đã hóa thành ma giới. Đồng thời sinh ra nhiều ma vương, thiên ma mạnh mẽ. Về sau, đến thánh nhân cũng không thể vào được ma giới nên đành phong ấn lối vào chính là cái giếng này để không cho chúng ra ngoài gây họa. Bây giờ thì Ngô Bình đã hiểu tại sao mình đến thì Hầu Quan Văn mới có thể thoát ra khỏi cái lồng, vì anh mới thành thánh nhân, ở nơi khí tức giao thoa, ma khí của ma giới sẽ mạnh lên. Trương Viên, thánh nhân, phong ấn của giếng ma thiên đã mất, chúng ta phải nhanh chóng khôi phục nó. Ngô Bình, việc này cứ để tôi. Anh phát hiện đại trận phong ấn này chỉ bị lỗi một phần nhỏ, ngoài ra vẫn còn nguyên vẹn, không thì các ma quỷ bên trong đã ùa ra ngoài rồi. Bây giờ, anh chỉ cần sửa lại một chút là khôi phục lại công dụng của đại trận ngay. Nhưng quá trình này cũng tốn mất 2 ngày của anh. Anh không dám nói đại trận sẽ duy trì được bao lâu, nhưng ít cũng được trong một thời gian ngắn. Sửa lại đại trận xong, Ngô Bình về đại điện. Ba môn chủ hành lễ nói, vất vả cho thánh nhân rồi, chúng tôi đã bàn bạc và đồng ý gia nhập đế quốc thiên võ. Ngô Bình, đây là một sự lựa chọn sáng suốt. Lục Phù, thánh nhân, Tam Thánh Môn không có nhiều đệ tử, thánh nhân có thể ở lại vài hôm để giảng bài cho họ và để họ được gặp người được không ạ? Ngô Bình, để khi khác, việc nước đang gấp, tôi phải ưu tiên trước. Lục Phù, vâng. Khi nào thánh nhân có thời gian thì mới đến Tam Thánh Môn giảng đạo ạ. Hôm đó, đại quân của thiên võ đã tiến đến Giang Nam để chiếm đóng. Muốn sắp xếp lại nơi này cần thêm một thời gian, nhưng Ngô Bình cũng không rảnh rỗi, vì đúng như anh đoán, nước Long không thể trơ mắt nhìn thiên võ mạnh lên được. Quả nhiên hôm nay đã có một đại thần dâng tấu, bệ hạ, biên giới nước Long đã tập kích thành trì của chúng ta trong đêm, khiến nhiều người dân bị thương và bỏ mạng. Quân ta quả quyết chống trả và giết được 3 võ tướng cùng 13.000 binh của họ. Ngô Bình, ta biết rồi, xem ra thiên võ và nước Long không thể tránh khỏi chiến tranh được. Một đại thần nói tiếp, bệ hạ, hoàng đế nước Long đã về, triều chính cũng đã ổn định. Tiếp theo, chắc họ sẽ dùng đủ mọi cách để làm nhiễu loạn nước ta, hòng bắt mình phải ra tay trước. Ngô Bình hỏi các quần thần, mọi người nghĩ dân chúng thích một quân vương thế nào? Một đại thần đáp, thưa bệ hạ, dân chúng trong thiên hạ đều thích nhân quân và minh quân. Ngô Bình cười nói, mọi người chỉ nói đúng một khía cạnh thôi, nếu nhân quân không cai trị nước tốt thì sẽ là có lòng nhưng không có lực, không thể giúp dân chúng có cuộc sống ấm no. Tuy minh quân rất thông minh, nhưng nếu thực lực không đủ thì cũng phải quỳ gối trước kẻ thù mạnh, không thể bảo vệ dân chúng. Các đại thần nhìn nhau, không biết Ngô Bình định nói gì. Ngô Bình, nhân hoàng cổ đại có thực lực, có nhân đức, có trí tuệ nên phải cho dân chúng biết là chấm có thể cho họ một cuộc đời ấm no hạnh phúc. Dứt lời, anh phóng khí thức nhân hoàng ra, các quần thần ngạc nhiên rồi quỳ xuống bái lạy, bệ hạ uy đức vô lượng. Ngô Bình, ta là nhân hoàng, hãy cho dân chúng biết chuyện này. Từ mai trở đi, chấm sẽ đi kiểm tra cả nước, thậm chí cả khu vực bên ngoài. Chấm muốn cho tất cả mọi người hay mình là người có tư cách trở thành hoàng đế thật sự. Còn hoàng đế của nước Long thì không. Các quần thần sung sướng rồi hoan hô. Anh hỏi, các ái khanh nghĩ chấm nên đến đâu trước? Một đại thần nói, bệ hạ, thần nghĩ nơi tốt nhất là vùng man hoang ở phía nam. Nơi đó có rất nhiều bộ lạc, bệ hạ dùng uy quyền của nhân hoàng thu phục họ thì hoàng uy sẽ tăng, mà địa bàn cũng được mở rộng. Ngô Bình gật đầu, được, vậy thì bắt đầu từ nói đó. Sau đó, anh lệnh cho các đại thần chuẩn bị, còn mình thì đến một nơi rộng rãi rồi thả con tàu chiến khổng lồ ra.
Đây là con tàu mà anh lấy được ở dưới đáy biển Tinh Túc, nó là tàu chiến do Thánh Hoàng chế tạo. Để vớt con tàu chiến này lên, thần tộc đã huy động hẳn một tàu chiến cấp thần vương, nhưng vẫn bị Ngô Bình nhanh chân lấy trước, anh đã nhờ tinh thần cho con tàu này vào trong nhẫn rồi mang đi. Khi anh thả con tàu ra, nó lơ lưng trên không, để lộ ra thân mình dài 30 dặm, rộng 8 dặm, tất cả cửa trên tàu đều đóng chặt, bề mặt con tàu chỉ có một màu vàng sậm và phủ kín đạo văn. Khi anh thả con tàu ra, tinh thần đã kết nối với anh, tại sao lâu rồi không thấy cậu tới tìm ta để tham gia khảo hạch. Ngô Bình bận đủ việc nên đã quên sạch chuyện tu luyện văn minh tinh thể, nghe thấy thế, anh nói, ta đã tu luyện đâu, sắp tới phải luyện thánh thể, đúng là phải tìm linh cảm trong văn minh tinh thể của các người rồi. Tu luyện thánh thể gần như phải đến chốn không người, tuy từ xưa đến nay có không ít thánh nhân, nhưng mỗi người đều đi trên một con đường tu luyện khác nhau. Lấy việc tu luyện thánh thể làm ví dụ, có người chuyên luyện xương cốt, người chuyên luyện gân cốt, còn có người toàn luyện phần da, mỗi người đều tập trung vào từng điểm khác nhau. Ngô Bình luyện thánh thể sẽ bắt tay vào cấu tạo của tinh thể, anh sẽ luyện thánh thể mạnh nhất. Tinh thần, nếu cậu có thể tu luyện sức mạnh tinh thể cấp 10 thì ta sẽ hỗ trợ cậu cường hóa con tàu chiến này. Ngô Bình sáng mắt lên, oa, con tàu này vẫn cường hóa tiếp được à? Đương nhiên. Tinh thần nói, sức mạnh tinh thể cấp 10 không chỉ có thể cường hóa cơ thể, mà còn cường hóa được cả sự vật. Đến lúc đó, cậu có thể khiến con tàu này vững chắc hơn. Ngô Bình nghe xong thì dao động ngay, được, trước khi sử dụng con tàu, ta sẽ tu luyện sức mạnh tinh thể đến cấp 10 trước. Sức mạnh tinh thể có 99 cấp, đó là những kiến thức mà nền văn minh này đã tìm tòi nhiều kỷ nguyên, cùng kinh nghiệm mà các thiên tài đã trải qua rồi đúc kết lại. Chúng chính là những cái nòng cốt nhất của nền văn minh tinh thể. Trước đó, Ngô Bình đã luyện thành sức mạnh tinh thể cấp 1, bây giờ anh sẽ bắt đầu từ sức mạnh tinh thể cấp 2. Mỗi một loại sức mạnh đại diện cho một kết cấu tinh thể, kết cấu khác nhau sẽ sinh ra lực cộng hưởng khác nhau trong vũ trụ. Sức mạnh tinh thể cấp 1 khá đơn giản, nhưng cấp 2 thì khó hơn nhiều, Ngô Bình mất hơn 3 tiếng mới luyện thành. Sau đó đến cấp 4, cấp 5, cấp 7, đến chiều ngày hôm sau, anh đã luyện đến sức mạnh tinh thể cấp 10. Đúng như tinh thần nói, sức mạnh tinh thể cấp 10 có thể thay đổi ngoại vật. Ngô Bình lấy một thanh đoản kiếm ra rồi bắt đầu biến đổi nó thành một thanh kiếm mang sức mạnh tinh thể. Ngay khi nhận được sức mạnh ấy, thuộc tính của thanh kiếm đã thay đổi, nó trở nên sắc bén hơn và có thể cản phá được mọi vật. Ngô Bình thấy rất thú vị, nhưng không vội vàng cải tạo tàu chiến ngay mà tiếp tục tu luyện sức mạnh tinh thể cấp 11. Cứ thế, 5 ngày sau, anh đã đột phá đến sức mạnh tinh thể cấp 20. Bắt đầu từ cấp này trở đi, Ngô Bình có thêm một năng lực mới là tích pháp lực và tăng sức mạnh cho pháp lực trong tinh thể. Ví dụ, anh có thể thích thần thông, pháp thuật của mình trong tinh thể mà anh tạo ra. Khi sử dụng thì sức mạnh ấy có thể bùng nổ. Hơn nữa, anh còn có thể dung hợp nhiều tinh thể lại, từ đó hình thành một pháp tinh có uy lực mạnh hơn gấp nhiều lần. Sau khi có được sức mạnh tinh thể cấp 20, Ngô Bình chợt nghĩ đến một điều rồi hỏi, tinh thần, ta nhớ là có khảo hạch đúng không? Tinh thần, đúng thế, cậu có thể bắt đầu bất cứ khi nào, qua khảo hạch thì sẽ được thưởng. Ngô Bình, ta luyện xong sức mạnh tinh thể cấp 20 rồi, giờ tham gia khảo hạch được không? Tinh thần, cậu mới chỉ luyện thành sức mạnh tinh thể cơ bản thôi, còn nhiều thứ phức tạp hơn mà cậu cần học thêm lắm. Khảo hạch cứ để đó đã. Chờ cậu luyện đến sức mạnh tinh thể cấp 30 và dung hợp toàn bộ sức mạnh tinh thể một cách thành thạo rồi thì cũng chưa muộn. Ngô Bình cũng biết sức mạnh tinh thể lằng nhằng hơn những gì mình vừa luyện nhiều, ví dụ như sức mạnh tinh thể cấp 20 có cả 100.000 lần biến đổi, mỗi sự biến đổi khác nhau đều tương xứng với một bối cảnh sử dụng khác nhau. Anh nói, thế cũng được. Tàu chiến đã lơ lửng trên không nhiều ngày, Ngô Bình nhảy lên đó. Trước mặt anh có một cột sắt. Anh áp tay lên trên thì có một ý chí mạnh mẽ xuất hiện. Ai thế, ý chí đó hỏi với giọng nghiêm nghị. Ngô Bình, thánh nhân, tôi là Lý Huyền Bình. Giọng nói kia cuối cùng cũng có thánh nhân xuất hiện trong nhân gian rồi à. Tốt lắm, ta là hạm linh của con tàu chiến mang hiệu Nguyên Xương này. Ngô Bình, ra là tiền bối hạm linh, cách đây không lâu, thần tộc đến định lấy con tàu này, nhưng vãn bối đã ra tay và mang nó đi trước. Hôm nay, vãn bối mới dám mở tàu, hy vọng tàu Nguyên Xương có thể giúp ích cho con người. Giọng nói kia hỏi, cậu có thân phận gì?
Ngô Bình, hoàng đế của đế quốc Thiên Võ. Hạm Linh, đế quốc có bao nhiêu thần dân? Hàng nghìn tỷ dân. Hạm Linh, thánh nhân, hoàng đế cai trị cả nghìn tỷ dân, cậu đã đủ tư cách có nguyên xương. Lý Huyền Bình, cậu chuẩn bị xong chưa? Ngô Bình gật đầu, vãn bối chuẩn bị xong rồi. Bù. Một phù quang phát sáng mang theo khí tức thánh hoàng mạnh mẽ dội vào trong đầu Ngô Bình, sau đó dung hợp với dương thần của anh. Ngay sau đó, Ngô Bình cảm thấy hình như hạm linh của nguyên xương này đã biến thành một phần trong anh đã hiểu rõ hoàn toàn về nó. Tàu chiến đã biến thành một hóa thân của anh, như vậy thì Ngô Bình có thể dễ dàng điều khiển nó và phát huy được uy lực mạnh nhất. Tất cả cửa của tàu nguyên xương mở ra, mỗi một khoang tàu đều ứng với một thời không rộng rãi, có thể chứa đến cả tỷ binh sĩ. Ngoài ra, các phẩu pháo và cung cũng xuất hiện. Nhờ tàu nguyên xương mà thần niệm của Ngô Bình có thể dễ dàng che phủ cả đại lục Côn Luân. Mấy ngày qua, mọi khâu chuẩn bị đã xong, các đại thần leo lên tàu nguyên xương, đi qua cửa khoang là họ tiến vào một không gian rộng lớn, ở đây có một đại điện. Nhưng Ngô Bình không có mặt ở đây, anh phóng to cơ thể thành một người khổng lồ cao 3.000 mét rồi đứng ở đầu tàu, thả sức phóng uy lực của nhân hoàng ra. Bát vệ đều có mặt trên con tàu chiến này. Ngoài ra còn có đủ bá quan văn võ, họ cứ thế tiến về phía nam. Con tàu chậm chậm bay trên không, mỗi khi đi đến đâu, nó tạo thành một bóng dâm khổng lồ đến đấy, dân chúng đều ngẩng lên nhìn. Khi họ trông thấy nhân hoàng ở đầu tàu cùng con tàu chiến khổng lồ thì đều sôi trào nhiệt huyết. Nhân hoàng kia, nhiều người chưa từng thấy nhân hoàng, mà chỉ được nghe kể, vì thế từ người già đến trẻ nhỏ, từ trai đến gái đều nô nức ra xem. Đây là một niềm kiêu hãnh khắc vào tận xương tủy của họ, tuy huyết mạch chân nhân thái cổ trong họ có mỏng đến mấy thì niềm vinh hạnh bên trong nó cũng không bao giờ biến mất. Đó là tàu chiến của nhân tộc mình à, quách quá, một cậu học trò cầm sách đã nhìn rõ con tàu, trong mắt ánh lên tia nhiệt huyết, người đó khẻ, mình nhất định phải đến đế quốc Thiên Võ để thực hiện khát vọng của bản thân. Không chỉ có chàng trai ấy, đến bác nông dân không hiểu biết sâu rộng cũng rất muốn đến đế quốc Thiên Võ. Họ có sự tín nhiệm nhân hoàng theo bản năng, họ tin rằng dưới sự cai trị của nhân hoàng, nhất định mình sẽ có một cuộc sống ấm no hạnh phúc, công bằng và không có chiến loạn cùng áp bách. Con tàu chiến không đi thẳng một mạch, mỗi khi tới một đại thành, nó lại dừng lại một chút để người dân được chiêm ngưỡng. Con tàu bay rất lâu, đi qua 55 đại thành, sau đó bay thêm một đoạn nữa thì thấy một thành trì tan hoang ở bên dưới. Khi dân chúng trong thành nhìn thấy nhân hoàng đi qua, chợt có một người ăn xin quỳ xuống rồi vừa vái lạy vừa hô to, xin nhân hoàng đòi lại công bằng cho tiểu nhân. Tuy ông ấy đã gào to hết cỡ, nhưng con tàu ở cách quá xa, lại có nhiều tạp âm ở xung quanh nên người bên trên không thể nghe thấy được. Song, điều khiến tất cả mọi người ngạc nhiên là tàu nguyên xương chợt dừng lại. Nhân hoàng nhìn xuống người ăn xin đang quỳ dưới đất như một con kiến bé nhỏ, sau đó cất giọng nói như tiếng sấm rền lên, ông có gì oan ức. Ông ăn xin bật khóc nói, thưa nhân hoàng, trong núi ở phía bắc thành có một con yêu quái, nó thường xuyên tập kích du khách và thương nhân ở ngoài. Tiểu nhân từng là một phú thương ở đây, nhưng sau lần bị nó tập kích thì nhà tan cửa nát, tiền bạc cũng mất hết, thậm chí còn mất hết cả tay lẫn chân. Sau đó, nhà tiểu nhân phá sản và phải lưu lạc đầu đường xó chợ, thành một kẻ ăn xin. Nghe nói nhân hoàng có thể đòi lại công bằng cho dân, tiểu dân mạo muội dùng tính mạng của mình để đánh đổi. Xin nhân hoàng hãy tiêu diệt con yêu quái ấy để trả thù cho dân chúng. Ngô Bình, thật đáng thương. Anh vừa nói dứt câu thì ông ăn xin thấy tứ chi của mình nóng lên, sau đó ông ấy kinh hãi phát hiện tay chân của mình đang mọc ra, toàn thân ông ấy cũng tràn đầy sinh lực như trẻ ra 20 tuổi. Ông ấy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ rồi bái lạy Ngô Bình, cảm ơn nhân hoàng ban ơn. Ngô Bình nhìn về phía bắc của thành thì thấy đó là một vùng núi cằn cỗi. Anh lạnh giọng nói, yêu quái trong núi sẽ phải chịu chết. Anh vừa nói dứt câu đã có một màn xương đen bay từ trong núi ra rồi bay lên không trung, sau đó quỳ xuống rồi run lẩy bẩy. Ngô Bình phát hiện đây là một con ma núi mũi đỏ mặt trắng, lông trên người chỉ có một màu tím, thoạt nhìn giống con khỉ. Nó đang quỳ và xin Ngô Bình tha mạng. Ngô Bình thờ ơ nói, mày đã hại con người nên đáng chết. Ngay sau đó có một đường kiếm lóe lên. Con ma núi đã bay mất đầu, còn thi thể thì rơi xuống dưới. Dân chúng trong thành thấy thế thì mừng rỡ hoan hô và bái lạy nhân hoàng.
không biết từ khi nào đã có một thần điện xuất hiện trên núi Côn Luân, có ba tu sĩ thần tộc đứng trước một quả cầu thủy tinh khổng lồ trong thần điện, quả cầu thủy tinh đang chiếu hình ảnh Ngô Bình vi hành xuống phía nam. Đại lục Côn Luân cũng có nhân hoàng rồi đấy, một tu sĩ thần tộc nói. Người này có dã tâm rất lớn, hắn muốn mượn uy của nhân hoàng để thu phục lòng dân và bành trướng thể lực. Nhất định không thể để hắn được như ý, chắc phải cử người đi giết hắn thôi. Tu sĩ thần tộc thứ ba nói, cách này hay đấy, chúng ta sẽ giết nhân hoàng mà lũ người thấp kém này tôn thờ nhất trước mặt chúng, như thế chúng sẽ không còn một tia hy vọng nào nữa. Hai tu sĩ thần tộc khác cũng bật cười, như thể đã nhìn thấy nhân hoàng kia bị thần tộc giết chết trước mặt con dân của mình. Cho ngũ ương đại thần đi đi, đại tai ương thuật của gã đã viên mãn rồi, đến đại đạo quân của nhân tộc cũng không thể chống trả được đâu. Ngũ ương là phù hợp nhất rồi. Ngay sau đó, có một tia hắc quang bay đến rồi hóa thành một người đàn ông, người này nói, ba vị thượng sứ có gì căn dặn. Hãy đi giết nhân hoàng kia. Ngũ ương đại thần nhìn vào hình chiếu trên quả cầu thủy tinh rồi nói, vâng. Giây sau, người này đã biến mất, một tia sáng màu đen bay ra khỏi thần điện. Ngô Bình giết ma núi xong thì đáp xuống thành trì này, đây chính là Linh Châu. Linh Châu là khu vực mà anh quản lý sớm nhất. Khi dân chúng ở đây nhìn thấy chủ cũ của kiếm cung đã trở thành nhân hoàng thì đều nhảy múa ăn mừng, nhất là người của Lý Thị, họ chỉ muốn bay ngay lên con tàu chiến. Ngô Bình cảm thấy bùi ngùi, anh cho con tàu chiến dừng lâu hơn, khoảng nửa tiếng đồng hồ. Con tàu đang định rời đi thì Ngô Bình chợt ngẩng lên nhìn về phía tây, có một tia hắc quang bay đến rồi che phủ toàn bộ Linh Châu. Đây là tà khí, nếu người bình thường tiếp xúc với nó thì sẽ bị bệnh, không chết thì cũng bị thương. Thấy tia sáng đó sắp chiếu xuống đất, Ngô Bình vung tay lên, một bàn tay khổng lồ đỡ lấy luồng sáng đó, nó lập tức tan biến. Tu sĩ thần tộc xuất hiện trên không, đó chính là Ngũ Ương Đại Thần, gã lạnh giọng nói cũng có chút tài năng. Ngô Bình nhìn gã rồi nói, ngươi là Đại Thần à? Ngũ Ương Đại Thần thờ ơ nói, ta nhận lệnh đến giết ngươi, Đại Tai Ương Thuật. Gã tung một chưởng lên cao. Quanh người Ngô Bình bị các sợi tơ màu đen quấn lấy, các đầu của sợi tơ cắm vào người anh, ương khí theo đó tiến vào bên trong, đây chính là đại tai ương thuật, nhờ nó là Ngũ Ương Đại Thần mới nổi tiếng. Khi ương khí tiến vào trong cơ thể Ngô Bình, dân chúng thấy thế thì đều lo sốt vó, nhân hoàng cẩn thận. Dù họ không biết đó là gì, nhưng cũng biết nhân hoàng đang gặp nguy hiểm, vì các sợi tơ màu đen kia trông có vẻ chứa đầy tà khí. Ngô Bình thờ ơ nói, dám phóng tai ương với ta, đúng là múa rìu qua mắt thợ. Phản phệ đại tai ương thuật. Ngô Bình khởi động tai tàng, sức mạnh tai nan khủng khiếp thuận theo sợi tơ phản kích lại Ngũ Ương Đại Thần. Người Ngũ Ương Đại Thần lập tức bốc cháy, nhưng miệng lại phun ra băng, một chứng bệnh đáng sợ đã sinh sôi trong người gã. Không thể nào, không, nhân hoàng tha mạng, xin tha mạng, gã gào lên, nhưng giọng nói cứ xa dần. Mọi người đều ngẩn ra, nhân hoàng không sao ư. Lát sau, cơ thể của Ngũ Ương Đại Thần bắt đầu biến đổi, xương gãy, thịt nát, nội tạng hỏng hết, mắt mù, tai điếc. Không lâu sau, Ngũ Ương Đại Thần đã biến thành đống bùn nhão và bốc mùi hôi thối. Ngô Bình không thèm nhìn gã nữa mà vẫy tay với người dân ở Linh Châu rồi tiếp tục chuyến đi xuống phía nam. Cái gì, ba đại thần trong thần điện thấy thế thì đều chấn động. Đáng chết, mau cho chiến thần xuất mã, nhất định phải giết được người này, một người gào lên. Loáng cái, tin nhân hoàng giết chết yêu quái và đại thần đã lan khắp trên mạng tiên và truyền tới mọi nơi, thậm chí có người còn quay lại cảnh đó rồi phát lên mạng. Chẳng mấy chốc, đại thần phụ trách mảng tin tức đã tới báo, bệ hạ, nước Long đã bày đại trận ở phía trước, hòng cản bước người xuống phía nam. Các đại thần đều nổi giận nói, nước Long sợ rồi. Họ sợ bệ hạ đến đó xong thì dân chúng ở đó sẽ quy hàng hết đây mà. Ngô Bình, ta có thể chém đại thần thì nước Long sao cản bước nổi. Đại thần kia nói, bệ hạ, nước Long đã cho cao thủ bày đại trận ở trạm tiếp theo của mình. Đại trận này có tên là Lưỡng Nghi Vi Trần, do một vị đạo tổ tạo ra nên có uy lực rất mạnh. Một đại thần khác nói, đại trận là vật chết, mình cứ đi vòng qua thôi. Lập tức có người nói, không. Nếu bệ hạ đi vòng qua thì còn gì là thể diện nữa. Bệ hạ không thể đi vòng qua, mà phải đường đường chính chính phá vỡ đại trận.
Ngô Bình, có cái đại trận còn con thôi mà, có gì khó đâu. Vào lúc hoàng hôn, thành trì phía trước đã bị một luồng sáng màu đen trắng che phủ, luồng sáng này chính là đại trận lưỡng nghi vi trần. Ngô Bình nắm rõ ý nghĩa âm dương, mà lưỡng nghi cũng tự ý nghĩa âm dương mà ra nên anh chỉ cần khởi động khả năng nhìn xuyên thấu là có thể tìm thấy điểm sơ hở của đại trận. Sau đó, anh phóng một bàn tay thánh quang ra, đập nhẹ vào luồng sáng đen trắng ấy, đại trận lập tức rung chuyển, sau đó anh phát ra một chuỗi âm thanh, đại trận càng rung mạnh hơn. Khoảng 15 phút sau, có một tiếng động lớn vang lên, đại trận âm dương lưỡng nghi vi trần đã hoàn toàn sụp đổ. Ngô Bình vung tay tiếp lên thì có 24 trận kỳ bay vào tay anh. Có các trận kỳ này rồi, anh cũng có thể bày trận pháp này, đương nhiên với một bảo bối như vậy thì anh phải cất ngay đi. Khi thấy Ngô Bình đã phá vỡ đại trận, một nhóm tu sĩ đang trốn một chỗ nhìn lén lập tức biến sắc mặt rồi vội vàng chạy mất. Lúc này, có một quần thần đến báo, bệ hạ, đi tiếp là tới Nam Hoang rồi ạ. Cuối phía Nam là núi Bách Vạn, xen với bình nguyên và thung lũng. Ở đây có rất nhiều man dân sinh sống, họ thường sinh hoạt theo hình thức bộ lạc với lối sống hoang dã và hiếu chiến. Ngô Bình, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây, các ái khanh có thể xuống dưới, không nhất thiết phải ở lại trên tàu. Đương nhiên các đại thần sẽ không rời đi, nhưng có vài người trẻ ham vui thì vẫn xuống thành trì bên dưới dạo chơi và trải nghiệm cuộc sống về đêm ở đây. Tuy Ngô Bình vẫn đang ngồi ở đầu tàu, nhưng bản tôn của anh đã lặng lẽ rời đi. Anh dẫn Đỉnh Nhi, Khả Nhi và Đường Tử Di cùng Nhậm San San xuống một con phố dưới thành trì này. Thành trì này nằm ở biên giới Man Hoang, có tên là Thành Nam Hội. Man tộc ở phía Nam thường xuyên đến đây buôn bán, vì thế kinh tế của Nam Hội rất phát triển, dân số ở đây vào khoảng hơn 30 triệu người, thành dài vài trăm dặm và chia thành nhiều khu dân cư lớn nhỏ. Đỉnh Nhi ngồi trên cổ Ngô Bình, còn Khả Nhi ngồi trên lưng Đông Hoàng, cùng Kỳ và Tiểu Hoàng Long cũng đi bên cạnh, vì thế đoàn của họ đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Hỏa Hoàng Nhi cũng đi theo, cô bé đang tu luyện ở Côn Luân Kiếm Cung. Cô bé đột phá cảnh giới thần tốc, đến nay đã tu luyện Thiên Địa Kiếm Kinh trên cấp Ngô Bình, cô bé vừa hoàn thành tầng thứ 15. Trên phố có rất nhiều đồ ăn, Đỉnh Nhi cầm đầy tay và ăn rất vui vẻ. Họ đi dạo một lát thì thấy phía trước có vẻ huyên náo, vì họ đã đến khu kinh doanh. Trên phố toàn là các sạp hàng, chủ hàng hầu hết đều là man dân ở phía Nam, họ bán đủ thứ, từ gia thú, ngọc, đao, cung. Ngô Bình đi qua các gian hàng, nhưng không thấy có đồ gì giá trị, mãi tới khi anh đi tới quầy hàng của một bà lão. Sạp của bà ấy chỉ bày các món đồ vụn vặt, vì thế chẳng có ai hỏi mua. Ngô Bình chợt dừng bước, anh nhặt một thanh đoản kiếm bị gãy, thân kiếm có khí tức vu đạo mờ nhạt. Tuy khí tức này rất mỏng manh, nhưng anh vẫn có thể cảm thấy nó là khí tức của vu đạo. Anh hỏi, bà ơi, bà lấy những thứ này ở đâu ạ? Bà lão mặc đồ gia thú, ánh mắt hiền từ, bà ấy cười đáp, chàng trai, đây là đồ mà người trong tộc tôi đào được. Ngô Bình, nhà bà đào ở đâu? Bà lão, mỏ đồng, chúng tôi đào đồng rồi bán sang đây cho các cậu đấy. Ngô Bình, bà thuộc bộ lạc nào? Bà lão, chúng tôi là người của bộ lạc Đại Khang. Ngô Bình, cháu mua hết chỗ này. Anh trả tiền xong thì bảo người cất đồ đi rồi mang trở lại con tàu chiến. Anh dặn người nhà để ý tới bọn trẻ, còn mình thì đến bộ lạc Đại Khang. Bộ lạc ấy cách nơi này hơn 5.000 dặm, nhưng với Ngô Bình mà nói thì chỉ như một cái chớp mắt thôi. Đến nơi rồi, anh đã nhìn thấy ngay mỏ đồng đang được khai thác. Mỏ này đã bị đào mấy nghìn năm nhưng vẫn chưa đào hết. Ngô Bình không có hứng thú với mỏ này, anh chỉ muốn biết bên dưới mỏ có thứ gì liên quan đến truyền thừa vu đạo hay không. Anh đứng trên cao rồi khởi động khả năng nhìn xuyên thấu quan sát xung quanh. Ngay sau đó, anh đã nhìn thấy dưới lớp tham thạch dưới lòng đất đã che lấp một cung điện hoang tàn. Do vỏ trái đất vận động nhiều năm nên nhiều đồ đạc trong cung điện đã bị dòng nước đẩy lên trên, vì thế người dân ở đây mới đào được. Ngô Bình vung tay lên, mặt đất chấn động, cung điện chôn sâu dưới lòng đất ngoi lên đón ánh mặt trời. Cung điện đã rất tàn tạ, nhưng quy mô của nó rất đáng kinh ngạc, thậm chí còn to hơn hoàng cung hiện tại của Ngô Bình. Trong cung điện có rất nhiều hài cốt và các đồ dùng, hầu hết đều đã hư hỏng, nhưng cũng có nhiều thứ vẫn còn nguyên vẹn. Điều kỳ lạ là cung điện hoang tàn này đã rất tàn tạ rồi,
nhưng vẫn giữ được bộ khung hoàn chỉnh, hơn nữa cửa điện vẫn đóng, đến khả năng nhìn thấu vạn vật của Ngô Bình cũng không nhìn xuyên qua được. Xem ra trong cung điện này có dấu càn khôn, anh quan sát một lát rồi giữ tay ấn vào cửa điện, thử mở nó ra. Song cánh cửa vẫn đóng chặt, không hề nhúc nhích. Ngô Bình ngầm nghĩ rồi truyền âm từ xa nghìn dặm cho Lý Nguyên Tượng đến, cậu ấy có chí tôn vu thể nên chắc sẽ mở được. Không lâu sau, Lý Nguyên Tượng đã đến, cậu ấy vẫn đang tu luyện trong điện đường võ đạo, lâu lắm rồi không ra ngoài. Nhìn thấy đại điện này, Lý Nguyên Tượng hơi ngẩn người rồi nói, bố, con cảm thấy rất thân thiết với nơi này. Ngô Bình, ở đây có khí thức thiên vu, Hỷ Bảo, con thử đi. Hỷ Bảo gật đầu, sau đó giơ tay ấn lên cửa. Ngay sau đó, cánh cửa phát sáng rồi mở ra, bên trong là một không gian rộng rãi. Ngô Bình, quả nhiên có động thiên, Hỷ Bảo, con vào đi, khéo lại có thu hoạch gì đó. Anh biết mình không có cơ duyên với nơi này nên muốn Hỷ Bảo vào thử vận may. Hỷ Bảo gật đầu rồi bước nhanh vào, ngay sau đó, một tia sáng mạnh lóe lên, cả đại điện đã biến mất. Ngô Bình ngẩn ra tại chỗ rồi lẩm bẩm, xem ra Hỷ Bảo được dẫn tới một thời không khác rồi. Anh không hề lo về Hỷ Bảo, cậu ấy có vận khí lớn, thực lực mạnh, chuyến này đi sẽ không có nguy hiểm gì, mà chỉ có thêm thu hoạch. Nhưng anh đã đến đây rồi thì không thể đi tay không được, anh phát hiện đi tiếp xuống phía dưới cung điện có rất nhiều đồng tinh chất. Chúng quý hơn mỏ đồng bên trên nhiều, ngoài ra còn dùng làm thần binh lợi đao được. Anh đào một đống lớn rồi mới trở lại con tàu. Anh bắt đầu tu luyện tầng thứ 3 của Xích Minh bản nguyên kinh. Lần trước, nhờ sức mạnh sinh linh của kỷ nguyên Xích Minh mà anh đã hoàn thành được tầng thứ 2. Tầng thứ 3 của Xích Minh bản nguyên kinh là tu luyện một cách giết địch có tên là Xích Minh thất sát ấn. Anh sẽ phải tu luyện 7 loại sát ấn, mỗi sát ấn ứng với một cách giết người, nếu muốn tu luyện xong thì phải mất nhiều thời gian. Ngô Bình bắt đầu tu luyện loại sát ấn thứ nhất, nhưng anh thử nhiều lần mà vẫn không thành công. Vì thế, anh dừng lại rồi quyết định dùng sức mạnh tinh thể để luyện. Bản chất của Xích Minh sát ấn thật ra cũng tương tự như sức mạnh tinh thể, nhưng nó ảo diệu hơn. Một cái là đá, một cái là ngọc, vì thế Ngô Bình đã dùng sức mạnh tinh thể để mô phỏng lại sát ấn thứ nhất. Sau đó, anh tu luyện sát ấn thật cũng không còn gặp nhiều khó khăn nữa. Anh lấy sức mạnh tinh thể cấp 20 làm cơ sở, tạo ra một loại kết cấu tinh thể này có thể bắt chước ra hiệu quả của đệ nhất sát ấn. Tiếp theo trông mèo vẽ hổ, mặc dù nhỏ bé thô sơ, nhưng ít nhất cũng bắt chước được 3 phần tương tự. Sau khi thử nghiệm liên tục, cuối cùng Ngô Bình cũng tìm ra then chốt, chính thức tạo ra đệ nhất sát ấn. Sau đó lại dùng đệ nhất sát ấn đẩy lùi sức mạnh tinh thể. Đệ nhất sát ấn có thể triệu hồi ra một luồng sức mạnh khủng bố từ trong bóng tối, giết chết kẻ địch trong nháy mắt. Vì vậy loại ấn này vô cùng mạnh, khi đã ra tay một là chết, hai là bỏ chạy. Bởi vì nếu là sự tồn tại mà đệ nhất sát ấn cũng không thể giết được, vậy anh bây giờ chắc chắn không phải là đối thủ. Sau khi trời hửng sáng, tàu chiến rời khỏi thành phố này, tiếp tục đi về phía nam, đi vào vùng đất hoang dã. Dưới tàu chiến là trăm vạn những ngọn núi cao lớn, xen lẫn đồng bằng và rừng rậm nguyên sơ, đa số là những vùng đất cằn cỗi, môi trường khắc nghiệt, dân cư cũng khá thưa thớt. Ngô Bình thân là hoàng đế của đế quốc Thiên Võ, là thánh nhân, đám hạ thần đương nhiên cũng hết sức cẩn thận, sớm đã tra xét tuyến đường ở phía trước tàu chiến. Không bao lâu sau, Ân Thiên Giáp tới báo, bệ hạ, đường đi phía trước có người đứng trong không trung đã khá lâu, hình như đang đợi bệ hạ. Người của chúng ta tiến đến hỏi thì bị hắn chém một phát kiếm vào 3 lính gác. Ngô Bình lạnh lùng nói, giết lính của ta, người này không có ý tốt. Ân Thiên Giáp, bệ hạ, theo lời của lính báo về, người này có lẽ là một vị tán tiên. Tán tiên là chỉ những tu sĩ một thân một mình lập ra linh đài, không lệ thuộc vào tiên giới, cũng không lệ thuộc vào tông môn tu tiên nào đó. Đa số tán tiên rất khốn khổ. Dù sao thì một người liệu có thể nắm giữ được bao nhiêu tài nguyên chứ? Vì vậy đa số tán tiên không bao lâu sau đã ngã xuống rồi. Nhưng cũng có một số tán tiên trải qua rất nhiều tai kiếp, tu vi tinh thâm, họ thường ở cấp chân tiên, còn có năng lực ngang bằng với Đại La. Ngô Bình, tăng tốc về phía trước. Tốc độ của tàu chiến được gia tăng, chẳng mấy chốc mọi người ở đây đã nhìn thấy người đó. Đây là một cậu bé mặc chiếc áo màu tím, trông chạc 10 tuổi. Mày xinh mắt đẹp,
ngồi trên một đám khí màu xanh, mặt hướng về tàu chiến. Tàu chiến dừng lại, Ân Thiên Giáp trầm giọng hỏi, phía trước là ai đó? Cậu bé thản nhiên nói, Tán Tiên, Trần Sư Ngã. Nghe thấy cái tên Trần Sư Ngã này, mặt Ân Thiên Giáp hơi biến sắc, anh ta thấp giọng nói, bệ hạ, Trần Sư Ngã này rất nổi tiếng, 100 năm trước từng giết chết Đại La Kim Tiên. Ngô Bình gọi Hỏa Hoàng Nhi tới, Hoàng Nhi, kiếm thuật của người này rất tốt, còn đánh thử hắn xem. Hỏa Hoàng Nhi cười hì hì một tiếng, vâng bố. Hỏa Hoàng Nhi đã là cô gái trưởng thành, khuôn mặt xinh đẹp độc nhất vô nhị, cô bé hóa thành một ánh lửa, dừng ở trước mặt Trần Sư Ngã rồi nói, này, bố tôi bảo tôi đánh cậu, cậu chuẩn bị xong chưa? Sắc mặt của Trần Sư Ngã lập tức trở nên vô cùng khó coi, cậu ta lạnh giọng nói, tiểu nha đầu, chọc giận Tán Tiên đây thì hậu quả nghiêm trọng đấy. Thiên cực kiếm kinh của Hỏa Hoàng Nhi đã đạt đến cấp 15, bản thân cô bé lại là người có thiên phú, lai lịch cũng không tầm thường, đương nhiên không coi Tán Tiên nhỏ bé này ra gì. Cô bé hừ một tiếng, cậu nói nhảm quá rồi đấy, ăn một kiếm của tôi đi. Chẳng hề nhìn thấy ánh kiếm cô bé vung ra, bàn tay trắng trẻo chỉ một cái, xung quanh Trần Sư Ngã đột nhiên xuất hiện vô số phi kiếm dài nửa tấc, chúng càng ngày càng nhiều, mỗi một phi kiếm đều ẩn chứa sát khí kinh sợ. Trần Sư Ngã giật nảy người, vội vàng vung ra ánh kiếm, nhưng cậu ta vừa vung ra thì đã bị mấy trăm phi kiếm này chém nát. Sau đó ánh kiếm chuyển động, mái tóc đen của cậu ta đã bị cạo chọc rồi, theo đó toàn thân chợt cảm thấy lạnh lẽo, quần áo cũng bị cắt thành những mảnh nhỏ. Trần Sư Ngã biến thành một người trần như nhộng, đứng ngây ngốc trong gió, gió thổi qua mà lạnh cóng cả người. Hỏa Hoàng Nhi cảm thấy khá nhạt nhẽo, cô bé vốn muốn đánh một trận ra trò, không ngờ rằng cái người tên Trần Sư Ngã này năng lực lại tệ đến thế. Cô bé lắc đầu, nói về phía tàu chiến, bố, người này quá yếu, chả có gì thú vị. Trần Sư Ngã đã thay bộ quần áo khác, cậu ta nhìn Hỏa Hoàng Nhi với vẻ khó hiểu, kiếm đạo của cô là học từ ai? Đương nhiên là bố tôi. Hỏa Hoàng Nhi đứng ở bên cạnh Ngô Bình, ngay cả tôi mà cậu cũng không đánh lại được thì đừng nghĩ đến việc khiêu chiến với bố tôi. Trái tim Trần Sư Ngã bỗng như cho tàn, cậu ta luôn nghĩ mình là cường giả xuất chúng trong Tán Tiên, không ngờ rằng ngay cả một cô gái cũng không đánh lại được. Cậu ta thở dài một tiếng rồi nói, muốn chém muốn giết, tùy mấy người. Ngô Bình, kiếm thuật của cậu thật sự cũng rất tốt, được kế thừa sao? Trần Sư Ngã, tên tôi là Trần Sư Ngã, đương nhiên không có sư tôn, đều là do tôi tự luyện. Ngô Bình, tư chất thật sự cũng rất tốt, làm Tán Tiên trung quy cũng không có tiền đồ gì, cậu có bằng lòng gia nhập vào làm thân vệ của chấm không? Trần Sư Ngã ngẩn ra, làm thân vệ của anh. Ngô Bình, vào đội cảnh vệ của chấm, muốn tài nguyên có tài nguyên, còn có thể tu luyện kiếm đạo chính thống, đối với cậu chỉ có lợi chứ chẳng có hại. Trần Sư Ngã do dự một lúc, cậu ta nói, tôi không thích bị người khác gò bó. Ngô Bình, vậy hôm nay cậu cản đường chấm là bị ai sai khiến? Trần Sư Ngã biết không thể không nói, nước long bảo tôi ra tay, khiêu chiến với anh ở đây. Ân Thiên Giáp nói với giọng khinh thường, khiêu chiến nhân hoàng, cậu xứng sao? Trần Sư Ngã, bây giờ xem ra, tôi thật sự không xứng. Ngô Bình vẫn luôn quan sát Trần Sư Ngã. Lúc này đột nhiên mở miệng nói, Trần Sư Ngã, lúc nhỏ cậu bị người ta hạ độc, khiến cho cậu cứ mãi trong hình hài một đứa trẻ đúng không? Trần Sư Ngã vô cùng ngạc nhiên, sao anh biết? Ngô Bình, tôi không chỉ là hoàng đế của đế quốc thiên võ, còn là một y tiên. Trần Sư Ngã khẽ thở dài, tôi sinh ra từ một gia tộc cổ xưa ở đại lục Hồng Hoang, từ nhỏ đã lộ ra thiên phú hơn người. Năm 10 tuổi đó, bố tôi chết ở ngoài mà không biết tại sao. Tôi mất đi sự bảo vệ. Chỉ nửa tháng sau, tôi bị trúng độc lạ. Lần bị trúng độc đó, suýt chút nữa cướp đi mạng sống của tôi, lão bộc trong nhà ôm tôi chạy đến nơi khác. Nhưng nửa đường, lão bộc cũng bị giết chết, tôi bị đám người kia đâm một nhát, sau đó vứt thi thể xuống dưới sông. Trần Sư Ngã dừng một chút, bọn chúng tưởng tôi đã chết rồi, nhưng lại không biết con sông đó chảy qua một tiên phủ. Trong tiên phủ, tôi được truyền thừa, thế là ra sức khổ luyện. Chuẩn bị báo thù. Nhưng chất độc kia quá mạnh, mặc dù tôi có đan dược giải độc trong tiên phủ, cơ thể vẫn phải chịu những thương tổn không thể phục hồi, vĩnh viễn không lớn lên được. Ngô Bình, độc mà cậu chúng chuyên để áp chế thiên phú của cậu, phong bế linh khiếu và thần khiếu của cậu,
làm bẩn nguyên thần của cậu, ăn mòn số mệnh của cậu. Nhưng cậu vẫn tu luyện đến cấp độ như bây giờ, có thể thấy tư chất của cậu thật sự rất mạnh. Tộc nhân của cậu thật sự ngu xuẩn, thiên kiêu như này không bồi dưỡng cho tốt, lại còn muốn hại cậu. Trần Sư Ngã, tộc kia của tôi, đấu đá nội bộ vô cùng khắc nghiệt. Tài nguyên lại nhiều như vậy, một khi tôi vùng dậy thì chẳng còn việc gì cho con cái nhà họ nữa. Ngô Bình, loại độc này của cậu đã thấm vào cốt tủy và thần hồn, nếu như không thanh trừ, cậu vĩnh viễn không thể thành Đại La. Trần Sư Ngã thở dài một tiếng, lâu như vậy rồi, nếu như có thể chữa khỏi thì tôi sớm đã chữa rồi. Ngô Bình, tôi có thể chữa được. Trần Sư Ngã vô cùng ngạc nhiên, anh có thể chữa khỏi cho tôi. Ngô Bình, tôi chữa cho cậu, đổi lại, cậu đến thiên vệ của tôi làm thống lĩnh, thế nào? Trần Sư Ngã nhìn anh, cứ vậy mà tin tôi sao? Ngô Bình, không phải tôi tin cậu, mà là biết cậu không phải kẻ ngốc. Nếu như không ngốc thì sẽ biết làm việc cho tôi chỉ có lợi chứ không có hại. Trần Sư Ngã suy nghĩ một lúc, sau đó kiên định gật đầu, được. Nếu bệ hạ thật sự có thể chữa khỏi cho thần, sau này thần nguyện dốc sức vì người. Ngô Bình để Trần Sư Ngã lên trước, cậu ta vừa mới lên đến đầu tàu, Ngô Bình đã đưa tay đánh xuống, lôi bóng đen mờ ảo ra khỏi thân thể Trần Sư Ngã. Bóng đen trong tay anh vặn vẹo, dốc toàn lực phản kháng nhưng bị Ngô Bình dùng chớp đánh mấy lần, sau đó tan thành cho bụi. Anh cau mày nói, là vu độc. Trần Sư Ngã cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, ngạc nhiên nói, khôi phục rồi, cảm ơn bệ hạ. Ngô Bình, đây là vu độc, loại độc này sẽ đánh cắp tư chất của bị người bị nhiễm, sau đó hủy hoại họ rồi chuyển hết tư chất sang cho kẻ khác. Trần Sư Ngã khẽ giật mình, bệ hạ nói là có người muốn hại thần, lợi dụng vu độc chuyển thiên phú của thần sang người khác. Ngô Bình, có thể hiểu như vậy, nếu không có gì bất ngờ, trong tộc nhân của cậu sẽ ra đời một vị thiên kiêu. Trần Sư Ngã nghiến răng, tức giận, tôi với bọn chúng không độ trời chung. Ngô Bình, may là cậu không chết, cho nên mọi việc vẫn có thể xoay chuyển, hiện tại tôi đã loại bỏ vu độc, thiên phú của cậu sẽ từ từ trở lại. Trần Sư Ngã quỳ rạp xuống đất, đa tạ bệ hạ đã ra tay. Ngô Bình, cái tên Trần Sư Ngã quá tự đại, để tôi đổi cho cậu tên khác. Từ giờ trở đi cậu là Trần Pháp Thiên, người tu hành chúng ta, Pháp Thiên Thượng Địa, đây mới là con đường đúng đắn. Trần Sư Ngã nói, rõ, từ giờ trở đi, thần tên là Trần Pháp Thiên. Ngô Bình, cậu quay vào trong tu luyện trước tiên khôi phục dáng vẻ bình thường. Trần Pháp Thiên tiến vào không gian chiến hạm, 2 giờ sau, khi cậu ta trở ra lần nữa đã biến thành một nam tử cao lớn anh tuấn ở độ tuổi đôi mươi. Ngô Bình mỉm cười và nói, chà, dáng vẻ người lớn này nhìn thuận mắt hơn nhiều. Đoạn đường tu hành này của cậu rất vững chắc, về sau có thể tu luyện công pháp của cung Côn Luân Kiếm. Ngô Bình để Ân Thiên Giáp trợ giúp Trần Pháp Thiên làm quen với thiên vệ. Hơn nữa còn nói cho cậu ta biết một số quy tắc của thống lĩnh thiên vệ. Lúc này, chiến hạm xuyên qua dãy núi, dừng lại trước bình nguyên rộng lớn. Có rất nhiều bộ lạc lớn nhỏ sinh sống tại nơi đây. Những người này nhìn thấy chiến hạm khổng lồ, cảm nhận được khí tức nhân hoàng thì vô cùng phấn khích, nhanh chóng lấy nhạc cụ nguyên thủy, thổi ra thanh âm lớn nhất để biểu đạt kính ý của họ với nhân hoàng. Đúng lúc này, bầu trời tối sầm lại, một con chim ưng khổng lồ xải đôi cánh dài vạn mét. Một tiếng rít gào tản đi vô số đám mây, mà trên mặt đất, bách tính đã hoảng sợ quỳ phục xuống. Ưng khổng lồ quanh quẩn không trung, bay tới bầu trời phía trên một bộ tộc. Nó há miệng hút vào, sinh ra một cỗ hấp lực, khiến hàng ngàn người bay vào mỏ nó. Ngô Bình tức giận, vung tay lên, kiếm quang dài 10 dặm lao tới, chém rụng cánh trái ưng khổng lồ. Ưng khổng lồ kêu thêm một tiếng rồi rơi xuống đất, sau đó Ngô Bình lại đánh xuống mấy đạo kiếm quang nữa trực tiếp chém đứt đầu ưng khổng lồ. Thấy cảnh này, người dân reo hò mừng rỡ. Con ưng khổng lồ này đã quấy nhiễu bách tính nơi đây nhiều năm, cứ cách vài ngày lại tới ăn thịt người trong tộc họ một lần. Mấy năm nay, số người bị nó nuốt chửng đã không dưới 800.000. Xích Nghi ưng vương quan sát biểu cảm của Ngô Bình, đắc ý hỏi, xem ra ngươi cũng đã nghe tới tên tuổi của Thông Thiên Lão Tổ. Ngô Bình, có nghe qua, tao sẽ nể mặt Thông Thiên Lão Tổ một chút, tự sát đi. Xích Nghi ưng vương tức giận, nhân hoàng, đừng có hiếp người quá đáng. Ngô Bình thản nhiên nói, mày không dám tự sát,
vậy bản nhân hoàng tao tiễn mày lên đường. Ầm ầm. Ván cờ thiên địa xuất hiện, bao phủ cả khu vực. Rơi vào trong thế cuộc, Xích Mi Ưng Vương vừa sợ vừa giận, nói, ngươi dám. Ngưng lời còn chưa dứt, trong ván cờ thiên địa đã sáng lên sát ấn. Đó là sát ấn anh vừa mới luyện thành, sát ấn từ trên trời giáng xuống, đập vào người Xích Mi Ưng Vương. Ầm. Trong phút chốc, Xích Mi Ưng Vương bị nện thành thịt nát, thần hồn cũng bị chôn hồi theo. Thậm chí cả dấu ấn sinh mệnh nó giấu trong thứ nguyên cũng bị hủy diệt nốt. Đây là uy lực của đệ nhất sát ấn. Ngô Bình tiếc nuối nói, thịt ưng nát rồi, không ăn được nữa. Cảnh này bị các tu sĩ trong bộ lạc thấy được, mọi người nhanh chóng báo tin, khắp nơi ăn mừng. Lớn gan bay tới trước mặt Ngô Bình hành lễ. Ngô Bình cao giọng nói, Xích Mi Ưng Vương nơi này đã bị bản nhân hoàng giết chết. Lời của anh làm chấn động Nam Hoang, kinh động đến vô số sinh linh. Có đại thần góp lời, hoàng uy của bệ hạ càn quét trên dưới bốn phương, bách tính trong thiên hạ ai cũng muốn chiêm ngưỡng thánh nhan của người. Bây giờ bệ hạ tiêu diệt yêu vật, cứu vớt bách tính khỏi lửa bỏng dầu sôi. Chắc hẳn, các bộ lạc lớn biết tin đều sẽ phái người đến gặp mặt bệ hạ. Ngô Bình nghĩ nghĩ nói, vậy thì nán lại mấy ngày, vừa vặn mượn cơ hội này dò hỏi bọn họ một chút, xem có nguyện ý gia nhập đế quốc thiên võ không. Sau đó, Ngô Bình để chiến hạm lơ lửng trên ưng nguyên, đồng thời chậm rãi đáp xuống. Chẳng mấy chốc, thủ lĩnh các đại bộ lạc đã dẫn theo tộc nhân, không ngại vạn dặm lũ lượt kéo tới muốn bái phỏng nhân hoàng. Biểu đạt cảm tạ và kính ý cao nhất. Sau khi chiến hạm hạ xuống, thị vệ và đám đại thần nhao nhao xuống đầu, bắt đầu dựng trại gần đó. Ngô Bình thì đích thân tới tổ ưng, anh phát hiện tổ ưng này không tầm thường. Xem xét kỹ quả nhiên phát hiện manh mối. Vậy mà bên dưới tổ ưng lại cất giấu một linh mạch khổng lồ. Toàn bộ đại lục Côn Luân cũng chỉ có 5 cái linh mạch như vậy, ví dụ như thiên đạo môn được xây dựng trên một linh mạch khổng lồ. Ngô Bình quan sát tình hình xung quanh một chút, sau đó gọi mọi người tới, cười nói, phong thủy nơi đây rất tốt, ta nghĩ sẽ xây dựng học cung cấp quốc gia thiên võ ở đây. Đế quốc thiên võ có học viện cấp huyện, học viện cấp tỉnh. Toàn bộ đều có nhưng chỉ có học cung cấp quốc gia là chưa chính thức xây dựng. Hôm nay phát hiện được nơi phi phàm này, anh muốn xây dựng học cung cấp quốc gia thiên võ tại đây. Chúng đại thần gật đầu đồng ý, nhưng cũng có người cảm thấy ở đây tương đối hoang vắng, quá xa trung tâm đất nước thiên võ. Nhưng cuối cùng Ngô Bình vẫn quyết định xây dựng học cung cấp quốc gia thiên võ ở đây. Kế tiếp, anh thi triển chiêu pháp thánh nhân rời núi lấp hồ, thay đổi chiều dòng chảy, bố trí đại trận, trải vuốt, địa mạch. Nhất thời, mây trời đổi sắc, núi sông chấn động, cả tòa sơn mạch bị hỗn độn tiên khí bao phủ. Chiêu pháp của Ngô Bình hiện tại rất giống cách chế tạo cung Côn Luân kiếm của Phiêu Miểu đạo quân lúc trước. Tầm nửa ngày sau, tiên khí tan hết, linh khí nơi đây trở nên dồi dào, khí vận thâm hậu. Sau đó hắn lại lệnh Lỗ Ngọc ở đây tu kiến học cung cấp quốc gia. Lúc trở lại chiến hạm đã có không ít thủ lĩnh bộ lạc chờ gặp mặt anh. Ngô Bình sai người bày tiệc cơ động. Mở tiệc chiêu đãi các thủ lĩnh bộ lạc tới chiều bái anh. Đến buổi tối, tính riêng các thủ lĩnh bộ lạc đến đây đã có trên vạn người, mỗi một bộ lạc một bàn, dựng đầy thảo nguyên. Ngô Bình ở cách đó không xa, anh cao mấy ngàn mét nên tuy nhiều người nhưng tất cả vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt anh, nghe rõ từng câu anh nói. Uống với nhau vài chén nước chén rượu, Ngô Bình nói, các vị, hiện tại trẫm là hoàng đế của đế quốc thiên võ. Phía nam hoang dã này có rất nhiều bách tính. Lần tuần tra phía nam này, chấm chính muốn hỏi các vị một chút, các vị có nguyện ý gia nhập vào đế quốc thiên võ, trở thành thần dân của đế quốc không? Những người này cơ hồ không chút do dự, đồng thanh nói, nhân hoàng, chúng ta nguyện ý. Ngô Bình nhìn thấy biểu hiện của các thủ lĩnh cũng vô cùng hài lòng, anh mỉm cười, gia nhập vào đế quốc thiên võ, các vị vẫn là thủ lĩnh, thành viên trong bộ lạc vẫn do các vị quản lý. Hơn nữa, chấm không yêu cầu nộp thuế, ngược lại còn cấp phát lương thực, phái binh bảo hộ để bách tính nơi đây không bị yêu ma tổn thương. Đêm đó, những thủ lĩnh này đều ký tên lên công văn đồng ý, chính thức trở thành một thành viên của đế quốc thiên võ. Đương nhiên, cũng tiến hành phong thưởng cho các thủ lĩnh bộ lạc lớn, nhỏ. Yến hội kéo dài đến ngày thứ hai mà vẫn có thủ lĩnh bộ lạc nơi xa đuổi tới. Qua 3 ngày mới hết. Từ trong cuộc nói chuyện với các thủ lĩnh, Ngô Bình biết được, đi về hướng Nam là Nam Hải.
Ngô Bình chưa có tới đó, vậy nên ngay ngày thứ 6, anh cho chiến hạm tiếp tục bay xuống phía Nam, tới Nam Hải. Khi chiến hạm đến Nam Hải, nhìn thấy đại dương vô biên, Ngô Bình mới nói với chúng đại thần, so với hải dương rộng lớn, lục địa bé nhỏ không đáng nhắc tới. Trong làn nước kia tồn tại rất nhiều sinh linh cường đại. Vừa dứt lời, chỉ thấy mặt biển nổi gió lớn, bầu trời lập tức đen kịt. Gió thổi càng lúc càng mạnh, tạo thành bão lao về phía chiến hạm. Cư dân duyên hải nhanh chóng chạy vào nhà, bởi vì dạng thời tiết cùng cơn bão ác liệt này có thể giết chết toàn bộ bọn họ. Ngô Bình híp mắt lại, anh phát hiện bên trong cơn lốc kia có rất nhiều hải yêu ẩn mình, mượn lực gió lốc lên bờ. Mặt biển nhấc lên sóng dữ, một số cua, tôm biển, cá ăn thịt thậm chí là chai biển có kích thước lớn đều kéo nhau lên bờ, gặp người là giết. Ngô Bình tức giận, nghiêm nghị nói, lui. Lệnh vừa dứt, gió lốc lập tức biến mất, sóng biển hạ xuống, toàn hải yêu mượn thế gió lốc lên bờ, cả đám choáng váng. Một con tôm bự ngẩng đầu nhìn Ngô Bình, khí tức của nhân hoàng khiến nó giật bắn mình, liều mạng chạy về biển. Ngô Bình lớn tiếng nói, nhiều hải sản như vậy, các ngươi còn đứng đó làm gì, bắt cho chấm. Bát vệ lập tức ra tay, một số đại thần cũng không kìm nổi mà lao xuống, nhiệt tình bắt hải sản. Khả Nhi và Đinh Nhi cũng tới, bọn họ tuy nhỏ nhưng sức lực lại rất lớn, huống chi còn có Cùng Kỳ và Tiểu Hoàng Long bảo hộ. Rất nhanh, những hải yêu vẫn muốn lên bờ ăn thịt mọi người giờ đây đã trở thành hải sản bị ném lên bong chiến hạm. Các đầu bếp cung đình có trình độ không tồi, chỉ chốc lát sau, đủ loại hải sản được bưng lên bàn, Diệp Thiên và mấy người trong nhà cùng nhau dùng cơm. Ngô Bình không có tâm trạng ăn uống, anh nhìn Nam Hải mênh mông, đại tướng quân, thời kỳ Thiên Quốc, Nam Hải này là biên giới Thiên Quốc à? Tư Không Vũ từ bờ biển đi tới phía Nam 30.000 dặm đều là biên giới Thiên Quốc. Ngô Bình, 30.000 dặm, thế cũng quá ngắn, người đâu, lấy bản đồ biên giới ven biển ra. Đại thần phụ trách vẽ bản đồ địa lý vội lấy ra một tấm bản đồ. Tấm bản đồ vừa mở ra là dài mấy trăm mét, Ngô Bình nhìn thoáng quá, dùng bút vẽ một đường ở phía Nam Nam Hải, nét bút này quanh co, bao quát vô số đảo nhỏ. Mọi người nhìn biên giới này thì đều ngẩn ngơ, đại thần vẽ bản đồ vội nói, bệ hạ, đường vẽ của người dài chỉ 300.000 dặm. Phải dài ít nhất 1 triệu mới đúng ạ. Ngô Bình, chỉ 300.000 dặm thôi sao, anh càng khuếch trương nét bút, độ rộng giãn ra khoảng 500.000 dặm. Ném bút, anh nói, từ giờ, hải vực này thuộc về biên giới biển của Thiên Võ ta. Mọi người nhìn nhau, một đại thành tiến lên, bệ hạ, khu vực này có hai thế lực rất mạnh mẽ. Hơn nữa biên giới phía Nam đã xâm lấn địa bàn của Nam Hải Vương rồi. Ngô Bình hỏi, hai thế lực nào? Đại thần kia trả lời, bẩm bệ hạ, hai thế lực này gồm Thần Ngạc Môn và Ngao Tiên Đảo. Ngô Bình, ông hiểu biết bao nhiêu về hai thế lực này? Đại thần đáp, Thần Ngạc Môn thờ phụng một con cá sấu thần, nghe nói là cường giả cấp đại thần. Ngao Tiên Đảo thì nuôi dưỡng một con ngao tinh, thực lực đáng sợ, chung quanh hội tụ rất nhiều yêu ma quỷ quái, ai cũng có năng lực mạnh mẽ. Tháng trước, Long Quốc đã phái ra đại quân bao vây diệt trừ Ngao Tiên Đảo, kết quả 300.000 tinh binh đều chết sạch, ngay cả tướng quân dẫn binh cũng không thể chạy về. Từ đó Long Quốc cũng không dám đụng vào đảo này nữa. Ngô Bình, ông nghĩ Nam Hải Vương là người thế nào? Đại thần, nơi này xuôi Nam 45.000 dặm là địa bàn của Nam Hải Vương. Nghe đồn Nam Hải Vương này là cường giả tới từ Đại Lục Hồng Hoang, tự phong mình làm vua, dưới trướng có một đội thủy quân. Đánh đâu thắng đó, không gì cản được, phần nửa thế lực ở Nam Hải đều bị đánh tới tơi bời, toàn bộ đều thần phục. Ngô Bình, Nam Hải Vương này có chút thú vị. Tư Không Vũ, bệ hạ, theo lời người Nam Hải thì Nam Hải Vương này cũng không tệ, dân chúng trong địa bàn của người này đều an cư lạc nghiệp. Ngược lại thì dân của Ngao Tiên Đảo và Thần Ngạc Môn đều rất khổ sở, mạng mình mà còn chưa chắc giữ nổi. Ngô Bình, không cần biết Nam Hải Vương là ai. Chấm đã vòng ra biên giới thì sau này nó là hải vực của đế quốc Thiên Võ. Tướng quân phụ trách huấn luyện thủy quân vội góp lời, bệ hạ, hành quân trên biển không giống lục địa, mà thủy quân nước ta có hạn thôi ạ. Ngô Bình, cho các chiến sĩ đổi chiến hạm thì họ chính là thủy quân. Nghĩ rồi anh nói tiếp, nói tới chiến hạm, một con tàu hiệu Nguyên Sương vẫn không đủ.
anh biết thứ thủy quân cần không phải là chiến hạm đáng sợ như Nguyên Xương mà là cần chiến hạm bình thường loại thủy binh có thể điều khiển. Nghĩ thế, anh quyết định đặt hàng trên mạng tiên. Anh mở mạng tiên tìm chiến hạm. Rất nhanh, Ngô Bình phát hiện một loại chiến hạm có thể lướt trên mặt nước gọi là thủy hạm. Thủy hạm có khắc đại trận hệ thủy, có thể tạo sóng gió, lướt nhanh trên mặt nước. Vì là chiến hạm chuyên dụng nên giá cũng cao hơn các tàu bay khác. Rất nhanh, Ngô Bình đã chọn được một loại thủy hạm. Loại thủy hạm này có thể chở 100.000 quân, chiến hạm có sức mạnh tương đương một đại la kim tiên sơ kỳ. Thứ Ngô Bình coi trọng chính là thần thông hệ thủy của thủy hạm, ví dụ như có thể phóng ra mũi tên nước, lợi dụng nước biển, biến chúng thành 100.000 mũi tên nước. Những mũi tên nước này còn có thể biến thành mũi tên băng, từ đó tăng lực sát thương. Trừ mũi tên nước thì còn thuật tạo sóng thần, lá chắn nước. Cực phù hợp với việc tác chiến trên mặt nước, nhưng một con thuyền lại có giá tới tận 100 tỷ đồng thần long. Ngô Bình cắn răng, quyết định mua 10 cái, tổng cộng 1.000 tỷ đồng thần long. Chiến hạm lần lượt được truyền tống tới, Ngô Bình bỏ vào biển, phái ra tinh binh lên thuyền luyện tập. Rất nhanh, 10 thủy hạm xuất hiện trên biển, một chiếc dài mấy nghìn mét, cao mấy trăm mét, vô cùng oai phong khí phách. Ngô Bình lên tàu chiến chỉ huy này được trang bị cực tốt, mua nhiều thủy hạm, người bán sẽ thăng cấp thủy hạm đầu tiên lên tàu chiến chỉ huy. Tàu chiến vững vàng lướt trên mặt nước, nó có 3 kiểu di chuyển, một là bình thường, tốc độ không nhanh không chậm, chỉ như một đội thuyền bình thường, không quá tốn năng lượng, hai là mở ra hình thức chạy trốn bằng đường thủy, chìm xuống dưới biển rồi lao đi với tốc độ cực nhanh, cuối cùng là hình thức chiến đấu, với hình thức này, quanh tàu sẽ tạo thành kết giới, vô cùng tốn năng lượng. Tàu vừa chạy được một đoạn, Ngô Bình mở ra hình thức chạy trốn bằng đường thủy, ngay lập tức, bên ngoài chiến hạm được bọc một tầng hơi nước rồi biến mất. Một khắc sau, thủy hạm xuất hiện ở vị trí cách đó vạn dặm. Lúc này, quanh tàu chỉ huy không có chiến hạm nào, nó vừa xuất hiện là phát hiện cách đó không xa có một chiếc thủy hạm tương đương, bên trên khoang tàu có một lá cờ đỏ như máu tung bay, bên trên cờ là hình loan đao màu bạc, bên trên loan đao có một đóa hoa màu đen. Thấy lá cờ, Ngô Bình có chút bất ngờ, anh hỏi, đây là thuyền của ai? Một đại thần nói, bệ hạ, đây là thuyền của hải tặc. Ngô Bình, hải tặc. Đại thần bổ sung, có lẽ là hải tặc Hoa Mai Đen đứng thứ 35 trên bảng xếp hạng hải tặc Nam Hải. Ngô Bình, Nam Hải có nhiều hải tặc lắm à? Đại thần, vâng, đảo ở Nam Hải nhiều như sao trên trời, dân cư đông đúc, mậu dịch phát triển. Những hải tặc này chuyên cướp bóc người buôn bán lui tới đây. Ngô Bình, hiện tại vận chuyển hàng hóa cũng đâu nhất thiết phải đi đường thủy. Đại thần, bệ hạ, như khoáng thạch, vải vóc, lương thực gì đó thì đa phần vẫn dùng đường thủy mà. Lúc này, chiến thuyền hải tặc chợt đổi hướng, lao về phía tàu chỉ huy. Ân Thiên Giáp lập tức cảnh cáo, Hoa Mai Đen, mau lui lại. Trên tàu là Hoàng đế Thiên Võ, không phải người các ngươi có thể trêu vào. Trên thuyền hải tặc truyền tới từ hừ lạnh, có vẻ khá khinh thường Ân Thiên Giáp. Ngô Bình thấy trên tàu hải tặc có một người đang giương cung nhằm ngay tàu chỉ huy. Đó là cung tên màu vàng, dây cung rung động, một tia sáng màu vàng bay tới, nửa đường biến thành mũi tên ánh sáng dài đến cả nghìn mét, uy lực khủng bố. Thấy cung tên, ánh mắt Ngô Bình sáng lên, cung này không tệ nha. Nói xong anh vung tay, một bàn tay ánh sáng thần thánh bay ra, dễ dàng đỡ được mũi tên, sau đó bàn tay lớn lại vung, một chưởng ấn màu vàng bổ về phía thuyền hải tặc. Người bắn tên hoảng hốt, lập tức rời vị trí. Khởi động đại trận phòng ngự của thuyền hải tặc, một màn nước khổng lồ dâng lên. Bùm! Trưởng ấn màu vàng đánh lên màn nước nổ mạnh, thuyền hải tặc dao động dữ dội. Bọn hải tặc hoảng sợ, tự biết không địch lại, nhanh chóng mở ra hình thức chạy trốn bằng đường thủy, muốn thoát khỏi hiện trường. Ngô Bình nói, để cung lại. Anh vừa dứt lời, một lực hút xuất hiện, cung trên tay người nọ bay lên rồi nằm trong tay Ngô Bình. Người nọ tức tới mức dậm chân nhưng không dám nán lại, thuyền hải tặc chui vào trong nước, biến mất không thấy tăm hơi. Một cây cung màu vàng xuất hiện trong tay Ngô Bình, trên cung khắc đầy ký hiệu của thần tộc, đây là cung của thần tộc. Cất cung thần, anh đứng trên tàu chỉ huy, tới biên giới hải vực Thiên Võ. Mỗi lần tới một đảo, anh đều lộ mặt, người trên đảo thấy nhân hoàng thì đều vui mừng, dâng lên quà tặng chân quý nhất. Cứ như vậy,
Ngô Bình đi khắp biên giới hải vực Nam Hải suốt một tháng, hễ gặp đảo là anh đều tiến tới. Thế lực trên những đảo này đều tuyên bố gia nhập Thiên Võ, trở thành một phần của đế quốc. Biên giới quá lớn, hơn nữa còn có ý nghĩa không nhỏ, vì dù là tiên quốc cường thịnh, hải vực cũng chỉ có mấy chục nghìn dặm. Long quốc mạnh mẽ nhất cũng không thể kiểm soát biên giới ở Nam Hải, thậm chí còn chẳng làm gì được Ngao Tiên Đảo. Nhưng Ngô Bình biết, muốn kiểm soát biên giới biển thì không phải chuyện dễ, anh nhất định phải khiến các thế lực lớn ở đây cảm nhận được sự mạnh mẽ của nước Thiên Võ. Lúc này, một tia sáng xuất hiện trên chiến hạm, một tu sĩ quỳ xuống nói, bệ hạ, thần Ngạc Môn tấn công chúng tôi trên đảo nhỏ, đang giết người đốt đồ, cầu xin nhân hoàng phái binh giúp. Đây không phải lần đầu Ngô Bình ra tay, anh nói với người đảo nhỏ, một khi gặp nguy hiểm, có thể cầu cứu Thiên Võ bất cứ lúc nào, xin gì được nấy. Vì vậy trong một tháng này, anh xuất binh cứu viện không ít đảo nhưng đụng phải đều là vài thế lực nhỏ như hải tặc này nọ mà thôi. Nhưng lần này, người ra tay là thần Ngạc Môn, đây là một thế lực lớn, ngay cả Nam Hải Vương cũng chọn cách thờ ơ với nó. Ngô Bình dẫn binh tới đảo là thấy cảnh rất nhiều yêu tu đang tấn công, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Anh ra lệnh một tiếng, 100.000 tinh binh nhảy vào, đánh giết yêu tu thần Ngạc Môn. Những yêu tu này không phải đối thủ tinh binh, rất nhanh đã bị diệt phần lớn. Ngô Bình đang đứng trên không trung, rất nhanh đã có người phát hiện ra anh, đó là một quái vật đầu cá sấu thân người, nó gào lên, phóng tới chỗ Ngô Bình. Ngô Bình cũng chẳng thèm liếc cái nào, tay vung ra một tia kiếm quang, người đầu cá sấu bị chém thành nhiều mảnh. Sau đó, 100.000 kiếm khí tung hoành, hiệp trợ đại quân diệt yêu binh. Tổng cộng tốn không tới một giờ, 100.000 yêu binh trên đảo đã bị diệt. Một tên người đầu cá sấu bị áp tới trước mặt Ngô Bình, Ngô Bình hỏi, mày có thân phận gì trong thần Ngạc Môn? Quái vật nhìn chằm chằm Ngô Bình, tức giận nói, Ngạc Thần Môn sẽ không tha cho ngươi. Ngô Bình cười lạnh, trước kia chấm không ra tay là vì không tìm được lý do, giờ thần Ngạc Môn dám đánh giết con dân nước Thiên Võ, chấm nhất định sẽ diệt. Một tháng này, Ngô Bình đã điều tra rõ ràng về thần Ngạc Môn, anh dùng một chưởng đánh chết quái vật, sau đó một mình tới thần Ngạc Môn. Thần Ngạc Môn khống chế rất nhiều đảo, môn đồ chủ yếu là ở trên đảo Ngạc Thần. Ngô Bình lên đảo, thần niệm mạnh mẽ quét qua toàn đảo, trong nháy mắt đã khóa chặt lên con cá sấu khổng lồ. Con cá sấu này dài hơn vạn thước, cơ thể nấp trong một cung điện khổng lồ. Mỗi ngày, môn đồ của thần Ngạc Môn sẽ mang tới nhiều sinh linh, gồm cả người sống, ném vào trong điện để cho con cá sấu ăn uống thỏa thích. Thấy con cá sấu khổng lồ kia, Ngô Bình bất ngờ, rõ ràng là một con yêu nhưng nó lại có khí tức thuần túy của thần tộc. Cá sấu thần cảm nhận được địch ý của Ngô Bình, tức giận gầm lên, nhân loại ti tiện, sao dám quấy rầy ta nghỉ ngơi. Ngô Bình hỏi, mày là yêu hay thần? Cá sấu thần quát, nhân loại đáng chết, ngươi chọc giận bản đại thần, chết đi. Cơ thể khổng lồ thu nhỏ lại, biến thành một con quái vật đầu cá sấu thân người, cao 1000 mét, trên tay cầm thanh khảm đao, gầm lên lao về phía Ngô Bình. Ngô Bình là thánh nhân, tất nhiên không sợ con cá thần này, anh tiến ra một bước, dùng tay không đỡ lấy đao. Cá sấu thần rút đao, Ngô Bình không hề nhúc nhích, nó giận dữ, ngươi là người phương nào? Ngô Bình đánh một quyền lên đầu cá sấu, đánh đến mức máu thần phun tung tóe, nó rên rỉ. Sau 3 quyền, đao của cá sấu thần đã mất, Ngô Bình đè nó dưới đất, dùng quyền đánh nó, sau vài chục cái, nó bắt đầu xin tha. Thánh nhân tha mạng, thánh nhân tha mạng. Ngô Bình vừa ra tay, khí tức thánh nhân lập tức phóng ra, cá sấu thần tự biết không đánh lại nên la hét xin tha. Môn đồ thần Ngạc Môn sợ điếng người, tín ngưỡng của họ lại bị đè đánh như thế sao? Hắn là ai mà mạnh quá vậy? Ngô Bình giẫm cá sấu trên đất, mày là thần tộc. Cá sấu thần vội đáp, bẩm thánh nhân, ta là thần tộc, có điều thần tịch mới có không lâu thôi. Ngô Bình, thần tịch, nói vậy thì trước kia mày không phải sinh linh thần tộc mà vẫn có thể thành thần tộc. Cá sấu thần nói, vâng, chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn nhất định là có thể tham gia khảo hạch, sau đó trở thành thành viên thần tộc. Ngô Bình híp mắt, thần tộc đúng là thông minh. Qua cách này là có thể thu nạp những sinh linh mạnh mẽ nhất vào thế lực của mình. Ngô Bình hỏi tiếp, nếu đã là thần tộc, sao mày còn ở Nam Hải? Cá sấu thần thở dài, loại mới gia nhập như ta thì địa vị khá thấp, bị khinh bỉ tại thần giới,
nên mới về lại đây tu luyện. Ngô Bình, nếu tu luyện thì sao ăn nhiều người như vậy? Cá sấu thần, ta đâu phải chỉ ăn người, loại thịt nào ta cũng ăn mà. Ngô Bình cười lạnh, hôm nay mày dám phái binh tới địa bàn của tao, ai cho mày gan chó thế? Cá sấu thần xin tha, thánh nhân tha mạng, ta tu hành tới giờ không dễ. Nếu thánh nhân không giết, sau này ta nguyện ý trung thành với thánh nhân. Ngô Bình cười lạnh, mày cảm thấy tao cần quái vật như mày à? Cá sấu thần thấy Ngô Bình không đồng ý thì nói, thánh nhân, tiểu nhân khai hết, thật ra ta nghỉ ngơi ở đây là đợi một thứ xuất thế. Ngô Bình có chút hứng thú, thứ gì? Cá sấu thần, thứ mà hải nhân tìm kiếm biết bao năm tháng con của biển. Ngô Bình, đứa con của biển, là gì? Cá sấu thần nói, trong đại dương mênh mông này có rất nhiều hải tộc sinh sống, thế lực mạnh nhất là tộc hải nhân. Tộc này có một truyền thuyết là cứ cách 10.000 năm, trong biển cả sẽ sinh ra đứa con của biển. Khi đứa con của biển ra đời, tộc hải nhân sẽ tìm được và nuôi lớn, trở thành thủ lĩnh tối cao của tộc hải nhân, gọi là hải hoàng. Thật ra Ngô Bình cũng hiểu là trong đại dương này có giống một tộc người sinh sống, tách biệt với lục địa, gọi là tộc hải nhân. Họ có thể thở trong nước, dân cư đông đảo, tộc hải nhân ít khi qua lại với lục địa, vì thể chất của họ mạnh hơn, cảm thấy người trên lục địa quá yếu, không xứng kết giao. Ngô Bình, mày nói là đứa con của biển kia sắp được sinh ra. Cá sấu thần dùng sức gật đầu, đúng vậy, trong phạm vi nghìn dặm quanh đây thôi, ta đảm bảo. Ngô Bình, sao mày dám chắc chắn con của biển được sinh ra ở đây? Cá sấu thần, vì tiểu nhân biết bí mật của con của biển. Ngoài tộc nhân của Hải Hoàng và ta ra thì không còn tu sĩ nào khác biết được bí mật này. Ngô Bình nghe nó nói vậy cũng thấy hứng thú, bèn hỏi, bí mật gì? Cá sấu thần liếc trái ngó phải, sau đó bí mật truyền âm, thánh nhân, con của biển thực ra chính là Hải Hoàng tiền nhiệm chuyển kiếp. Ngô Bình hỏi, sao mày biết? Cá sấu thần khẽ thở dài, thật ra trước khi tiểu nhân trở thành thần tộc đã từng là một đại tướng dưới trướng Hải Hoàng, theo ông ta chiến đấu khắp trời Nam đất Bắc. Năm xưa, lúc thiên kiêu của thần tộc, cũng chính là thần vương Obis chém chết Hải Hoàng, ta đứng ở cách đó không xa đã tận mắt chứng kiến. Lúc ấy, Hải Hoàng đã bị giết chết ở gần nơi này, ta có thể cảm nhận được có một phần khí tức của Hải Hoàng đã chìm xuống đáy biển, chỉ chờ phục sinh. Ngô Bình, nói vậy tức là trước giờ chỉ có đúng một Hải Hoàng. Cá sấu thần gật đầu, thể chất của Hải Hoàng cực kỳ đặc biệt, có tên là thân thể bách kiếp bất tử. Loại thể chất này vô cùng đáng sợ, sau mỗi lần chết thì tư chất và thực lực lúc sống lại sẽ được tăng lên rất nhiều. Ngô Bình, một đại tướng dưới trướng Hải Hoàng như mày lại muốn gia nhập thần tộc. Cá sấu thần cúi đầu, lúc trước ta đã tận mắt thấy được sự lớn mạnh của thần tộc, thế nên mới quyết tâm trở thành thần tộc. Đánh không lại, vậy thì gia nhập thôi. Ngô Bình hỏi, ngoài chuyện kia ra, mày còn biết gì nữa? Cá sấu thần, tiểu nhân còn biết, sau khi con của biển qua 12 tuổi thì mới có thể khôi phục trí nhớ. Ngô Bình hỏi, năm xưa thực lực của Hải Hoàng thế nào? Cá sấu thần, còn mạnh hơn cả đạo tổ, thậm chí có thực lực tương đương đạo tôn. Người là thánh nhân, chắc hẳn cũng biết là cảnh giới tu luyện không thể đánh giá chính xác thực lực của một cá nhân. Ngô Bình, trong biển cả mênh mông rộng lớn này chỉ có đúng một Hải Hoàng đó thôi sao? Cá sấu thần, cũng không hẳn. Thật ra trong tộc hải nhân có đến 4 gia tộc mang huyết mạch Hải Hoàng. Gia tộc nào xuất hiện con của biển trước thì gia tộc đó nắm quyền khống chế cả một thời đại. Ngô Bình, mày cứ ở mãi nơi này là đang có ý đồ gì với Hải Hoàng? Cá sấu thần lộ vẻ nghiêm túc, một ngày làm chủ nhân thì cả đời vẫn là chủ nhân. Ta ở đây đương nhiên là để bảo vệ nơi này chờ Hải Hoàng đại nhân trở về. Ngô Bình lộ ra vẻ mặt khinh thường, bảo vệ. Nếu mày trung thành như vậy thì đã không nói chuyện này cho tao biết. Cá sấu thần đáp, bởi vì người là thánh nhân mà. Thánh nhân chính là người có lòng bao dung nhất. Luôn coi trọng đại thế của nhân tộc, thế nên để người biết cũng chẳng sao, chưa biết chừng còn giúp ích cho Hải Hoàng ấy chứ. Câu này không phải nịnh hót mà chính là lời thật lòng. Ngô Bình là thánh nhân của nhân tộc, gánh vác trách nhiệm phục hưng nhân tộc, chỉ cần gặp được ai có tư chất tốt thì nhất định sẽ giúp đỡ. Anh trầm ngâm giây lát, sau đó lại hỏi, cá sấu thần, mày vẫn giữ liên lạc với gia tộc Hải Hoàng chứ? Cá sấu thần, có,
nếu không giữ liên lạc thì bọn họ sẽ không cho phép ta trấn thủ nơi này. Ngô Bình, với hiểu biết của mày về tộc hải nhân, theo mày, liệu còn họ có chấp nhận thần phục các thế lực trên đất liền không? Cá sấu thần lắc đầu lia lịa, chắc chắn không. Tộc hải nhân chỉ thần phục hải hoàng. Năm xưa tiên quốc cường thịnh là vậy mà vẫn không thể hiệu lệnh được tộc hải nhân. Nó ngập ngừng giây lát mới nói, muốn tộc hải nhân thần phục thì cách duy nhất chính là bắt hải hoàng của bọn họ thần phục. Chỉ cần hải hoàng bằng lòng quy thuận, như vậy toàn bộ tộc hải nhân đều sẽ quy thuận. Ngô Bình, mày sát hại biết bao người vô tội, vốn dĩ tao đã muốn giết mày. Nhưng mày vẫn còn chút tác dụng, tạm thời tao sẽ giữ lại cái mạng này của mày. Từ giờ, mày phải làm những việc tao sai bảo. Cá sấu thần, vâng, tiểu nhân tuân mệnh. Ngô Bình, mày cứ chờ ở đây, không được làm người khác bị thương nữa. Nếu như có tin tức về con của biển thì phải báo cáo với tao ngay lập tức. Tao sẽ gieo một cấm chế vào thân thể mày, mỗi một lời nói, hành động hay suy nghĩ của mày đều sẽ bị tao biết hết. Thế nên đừng hòng bịp tao, bằng không mày sẽ chết rất thảm đấy. Cá sấu thần vội vàng gật đầu, vâng, tiểu nhân nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của thánh nhân. Ngô Bình, ừ, mày cứ thả lỏng tinh thần, để tiếp nhận sự điều khiển của bổn thánh. Ngô Bình từng tu luyện Thiên Man Kinh nên rất quen việc khống chế điều khiển các sinh linh. Chỉ lát sau, cá sấu thần đã cảm nhận được nơi quan trọng nhất trên thân thể đã có chút biến đổi, rõ ràng nó đã bị khống chế rồi. 15 phút sau, Ngô Bình buông tay ra, hỏi nó, cá sấu thần, mày có hiểu rõ tình hình trên đảo rùa tiên không? Cá sấu thần đáp, biết ạ, ta từng đánh nhau với nó khá nhiều lần. Con rùa biển tinh đó có lai lịch đáng gờm. Chủ nhân của nó là một tu sĩ tiên đạo vô cùng đỉnh, tự xưng là Nam Hải Câu Ngao Khách. Mấy năm nay vẫn bế quan, con rùa biển tinh đó liền chiếm đảo xưng vua, hưởng thụ niềm vui nhân gian. Ngô Bình, Câu Ngao Khách gì kia có tu vi gì, so với Hải Hoàng thì sao? Cá sấu thần, tất nhiên là kém hơn Hải Hoàng, sức chiến đấu cấp đạo tổ tất nhiên sẽ khác biệt rồi ạ. Ngô Bình, mày đi bắt con rùa biển tinh kia tới đây. Cá sấu thần cười khổ, thánh nhân ơi, thực lực của hai chúng ta xem, ta chỉ e không bắt được nó. Ngô Bình, không sao, mày cứ dẫn nó tới đây, tao sẽ chém nó giúp mày. Cá sấu thần ngẩn ra, thánh nhân, thế người tự giết chẳng phải càng tốt hơn sao? Ngô Bình, rùa biển tinh kia đã có chủ nhân, tao không giết được, mày sẽ giết nó. Cá sấu thần giàu phát khóc. Nó còn muốn nói thêm nhưng lại không biết dù có nói gì thì cũng chẳng thay đổi được, đành phải gật đầu, vâng, tiểu nhân lập tức đi ngay đây. Dứt lời, cá sấu thần liền tiến về phía đảo rùa tiên để khiêu chiến, chỉ thấy nó đã hiện ra nguyên hình, điều khiển thần quang bay phía trên đảo rùa tiên mà mắng to, rùa biển, dám ra đây đánh một trận với ta không? Lần trước ta có việc nên chưa giáo huấn mi, giờ bổn thần muốn gỡ cái mai của mi ra làm bồn vệ sinh đây. Trên đảo rùa tiên, một con rùa biển khổng lồ lửa giận bừng bừng, há miệng phun ra một luồng sáng màu đen. Nhìn thấy vậy, cá sấu thần lập tức quay đầu bỏ chạy. Rùa biển liền thu ô quang về, tiếp đó biến thành một người đàn ông đầu chọc mặt đen, tay lăm lăm thanh đao lớn, vừa đuổi theo vừa mắng to cá sấu. Hôm nay ta không chặt mi ra nấu canh thì ta chính là rùa đen rụt đầu. Cả hai một trước một sau rời đi, chỉ thoáng chốc đã tới thần đảo cá sấu. Đúng lúc này, trên không trung xuất hiện một bàn tay khổng lồ xuất hiện trên không trung, từ từ đè ép xuống bên dưới, con rùa biển to đùng kia liền bị dí trên đảo, bốn chân khua loạn, tức giận gào to, kẻ nào dám tập kích ông đây hả? Ngô Bình đập bếp một cái vào gáy rùa biển khiến nó đau tới mức la oai oái. Tiếp đó, Ngô Bình lấy hoang thiên chiến kích ra, vừa toàn chặt đầu rùa biển thì nó bỗng kêu la thảm thiết, thánh nhân tha mạng. Chủ nhân của tiểu nhân và người có quan hệ sâu xa mà. Chiến kích của Ngô Bình liền dừng lại giữa không trung, anh tò mò hỏi, mày bảo sao? Chủ nhân của mày và tao có quan hệ sâu xa. Rùa biển tinh liên tục gật đầu, thưa vâng. Ngô Bình nói, vậy mày nói tao nghe thử, người kia và tao có quan hệ sâu xa cỡ nào? Rùa biển tinh nói, chủ nhân của ta và thánh nhân đều là tương lai của nhân tộc, việc phục hưng nhân tộc đều cần dựa vào các người hết hạ. Ngô Bình cười lạnh, nếu mày chỉ biết làm nhảm mấy câu này thì ta chẳng ngại chặt đầu mày luôn đâu. Rùa biển tinh sững sờ, lập tức nói, vâng vâng, ta sẽ không nói về việc các người đều có vẻ ngoài rất anh tuấn nữa.
Theo như tiểu nhân quan sát được thì chủ nhân của tiểu nhân và thánh nhân người có liên quan rất lớn luôn. Ngô Bình cười lạnh, thế sao mày lại biết bọn tao có liên quan hay không? Thần cá sấu giải thích, thánh nhân, con rùa biển này chỉ có một năng lực là nhìn thấy được nghiệp giữa người và người thôi ạ. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, ồ, người có thể nhìn thấy nghiệp báo à? Rùa biển tinh đáp, vâng. Năm xưa tôi từng ở bên cạnh Phật Đà nghe Pháp, được Phật Đà chỉ điểm, nhờ vậy nên mới có thể nhìn thấy nghiệp. Ngô Bình do dự, sao mình lại liên quan đến chủ nhân của nó nhiều như vậy nhỉ? Anh nói, chủ nhân của ngươi đang ở đâu? Rùa biển tinh trả lời, chủ nhân của tôi đến chỗ Long Hổ Đại Đạo Tôn nghe Pháp rồi. Ngô Bình giật mình, ô, chủ nhân của ngươi và Long Hổ Đại Đạo Tôn có quan hệ gì vậy? Rùa biển tinh đáp, chủ nhân của tôi là một trong các đệ tử được Đại Đạo Tôn yêu thích nhất. Lặng im giây lát, Ngô Bình nói, được, ta tạm thời tha cho ngươi. Nhưng giống như thần cá sấu, ta cũng phải để lại cấm chế trong cơ thể ngươi để ngươi không làm chuyện ác nữa. Biết mình không phải chết nữa, rùa biển tinh vội trả lời, cảm ơn thánh nhân đã từ bi. Khi đặt cấm chế vào người rùa biển tinh, Ngô Bình bất ngờ phát hiện trong bụng nó có một hạt châu chín màu to bằng nắm tay, đang tỏa ra Phật lực mạnh mẽ. Thế là anh lấy hạt châu ra. Không còn hạt châu, khí tức của rùa biển tinh lập tức yếu đi một nửa. Nó vội nói, thánh nhân có thể trả nó cho tôi không? Ngô Bình quan sát một lúc rồi cười khẩy, ngươi có thể nhìn thấy nghiệp nhờ vào hạt châu này đúng không? Nói, ngươi trộm hạt châu này từ đâu? Rùa biển tinh thấy mình không giấu được, đành nhăn nhó đáp, trước kia đúng là tôi từng ngồi trước Phật Đà để nghe Pháp, sau đó đã trộm liên châu chín màu, bảo vật của Phật Đà. Viên liên châu chín màu này là Phật bảo mà các đời Phật Đà đã luyện chế bằng sự giác ngộ tối thượng, có sức mạnh diệu kỳ vô hạn. Ngô Bình cất liên châu chín màu vào, đoạn bảo, nếu đã là đồ trộm, ta sẽ tìm cơ hội trả lại cho Phật Đà. Rùa biển tinh còn muốn cầu xin, nhưng bị Ngô Bình đá một cái vào người, nó lập tức không dám ho he nữa. Đặt cấm chế xong, Ngô Bình nói, từ nay trở đi, ta muốn các ngươi bảo vệ người dân vùng biển với danh nghĩa đế quốc thiên võ. Một thần một tinh nhìn nhau, trước đó bọn chúng ăn thịt người, nay lại phải bảo vệ người, khó tránh việc không thích nghi kịp. Ngô Bình hỏi, hiểu chưa hả? Vâng, cả hai vội vàng đáp. Sau khi hàng phục cá sấu và rùa biển, Ngô Bình quay lại chiến hạm để trở về. Chiến hạm đi về hướng bắc được một lúc thì nhìn thấy hải vực phía nam có hiện tượng lạ. Một luồng sát quang mạnh mẽ đánh xuống từ một thời không nào đó. Ngô Bình đoán ra ngay ở đây có một kẻ mạnh đang độ kiếp, mà còn là tai kiếp chỉ có thái cổ chân nhân mới có. Anh dặn chúng thần đứng im chờ. Còn mình thì biến thành sấm sét, chỉ trong nháy mắt đã đến nơi độ kiếp. Trên mặt biển, một người phụ nữ đeo mặt nạ đang đứng hiên ngang, tay phải có một lá bùa quẻ, đối chọi với đòn tấn công của sát quang. Sát quang càng lúc càng mạnh, còn ánh sáng của bùa quẻ thì dần dần mờ đi. Ngô Bình nhìn ra người này cùng lắm chỉ ở trình độ của thái cổ chân nhân đời ba, vậy nên một khi bùa quẻ bị phá, đối phương có lẽ sẽ không thể chống lại sát quang kia. Thế là anh âm thầm truyền âm cho đối phương, cô gái à, cô dùng quái trận sai cách rồi. Để ta truyền ý nghĩa quẻ cho cô thử thay đổi trận pháp xem sao. Dứt lời, anh bèn truyền thụ tất cả ý nghĩa quẻ. Cô gái kia có năng lực lĩnh ngộ rất mạnh, sau khi nghe một lần, bùa quẻ trong tay đột nhiên sáng rực lên, sắp xếp lại và dựa trên cơ sở này để sinh ra 64 quẻ. Sát quang càng ngày càng mạnh nhưng vẫn không thể phá bỏ lớp phòng ngự của quẻ tượng tiên thiên. Nó dần nhạt đi rồi cuối cùng biến mất. Mây đen trên trời tan đi, cơ thể cô gái khẽ run lên. Xem ra lần tai kiếp này đã tiêu hao quá nửa thể lực của cô ấy. Có điều cô gái vẫn lê bước đến trước mặt Ngô Bình với cơ thể mệt mỏi ấy, cúi người thật sâu cảm ơn anh đã chỉ điểm. Ngô Bình cười bảo, đừng khách sáo. Hiếm khi gặp được thái cổ chân nhân, ta rất vui, tiện tay giúp cô thôi. Cô gái hỏi, xin hỏi tên anh là gì? Ngô Bình đáp, ta là hoàng đế của đế quốc thiên võ, Lý Huyền Bình. Cô gái sững sờ, hóa ra là hoàng đế thiên võ, nghe danh đã lâu. Ngô Bình hỏi, có thể cho ta biết quý danh của cô được không? Cô gái đáp, có lẽ bệ hạ biết đến tôi chính là Nam Hải Vương. Ngô Bình kinh ngạc, cô là Nam Hải Vương. Đúng lúc này, mười mấy luồng sát khí ở bốn bề khóa chặt Nam Hải Vương. Cô ấy xa sầm mặt, bệ hạ.
xin hẹn ngày tái ngộ, tôi phải đối phó với lũ gian ác này. Ngô Bình hơi cau mày, anh biết những kẻ này đục nước béo cò, thừa lúc Nam Hải Vương độ kiếp bèn đến giết cô ấy. Lấy mạng người khác khi người ta đang đau yếu. Anh bảo, Nam Hải Vương, sức khỏe của cô đang yếu, đám người này có không ít kẻ mạnh, có cần ta giúp không? Nam Hải Vương nhìn anh, nếu tôi chết, chẳng phải sẽ càng có lợi với bệ hạ sao? Ngô Bình cười bảo, đúng vậy, nhưng không dễ gặp được Thái Cổ chân nhân, ta không muốn cô chết. Dứt lời, anh giải phóng thánh uy, khí tức khủng khiếp ấy đang cảnh cáo những kẻ đang muốn ra tay, ai xông đến đây sẽ phải chết. Thánh uy vừa xuất hiện, mọi sát khí lập tức biến mất. Không ổn rồi, có thánh nhân, đi mau, có kẻ hoảng hốt kêu lên rồi bỏ chạy đầu tiên. Trời ạ, thánh nhân đương thời, tuyệt đối đừng động vào, chạy thôi. Ngay tức thì, 10 luồng khí tức hung hãn ấy tức tốc rời khỏi nơi này, không dám nán lại thêm một phút nào. Cảm nhận được thánh uy của Ngô Bình, Nam Hải Vương cứng đờ người, chậm rãi quỳ xuống mặt nước, kính chào thánh nhân. Thánh nhân là những vị đã sống sót qua đại kiếp kỷ nguyên. Chỉ cần có thánh nhân, ngọn lửa của nhân tộc sẽ được truyền đi mãi mãi, không bao giờ lụi tắt. Vậy nên thánh nhân chính là tương lai và hy vọng của nhân tộc, không mờ phai dù trải qua muôn kiếp, không bị vấy bẩn dù trải qua nhân quả. Là một sự tồn tại lớn mạnh cùng trời và đạo. Thánh nhân khác tiên nhân ở chỗ, điều mà tiên nhân theo đuổi là đạt đến trạng thái sinh mệnh của tiên tộc, trải qua những sự biến đổi của thiên tiên, đại la kim tiên, vô hạn tiến gần đến tiên tộc, khiến bản thân mình trở nên lớn mạnh hơn. Còn điều mà thánh nhân theo đuổi là sự vững mạnh của bản tộc, không ngừng nâng cao giới hạn trên của sức mạnh nhân tộc. Chính vì vậy, thánh nhân là sự tồn tại cao quý nhất của nhân tộc, là tiên phong, là người dẫn đường. Địa vị dĩ nhiên là cao hơn cả nhân hoàng. Ngô Bình đỡ cô ấy dậy, cười bảo, không cần đa lễ. Nam Hải Vương ngước nhìn người đàn ông lớn mạnh ấy, tôi tên Mộc Thiên Tuyết. Ngô Bình bảo, cô Mộc, những kẻ muốn hại cô có lai lịch thế nào? Nam Hải Vương Mộc Thiên Tuyết đáp, thế lực lớn ở biển, thần tộc, nước long, có lẽ đều không muốn tôi sống. Ngô Bình nói, điều này chứng tỏ cô có sức uy hiếp với họ. Mộc Thiên Tuyết hỏi, bệ hạ, ở ngay phía trước là hòn đảo mà tôi sinh sống. Ngài có muốn đến đó ngồi một lát không? Ngô Bình đang có chuyện bàn bạc với cô ấy, bèn cười đáp được. Làm phiền cô rồi. Cả hai đến một hòn đảo không quá rộng lớn. Trên đảo có một số ngư dân bình thường sinh sống, có một thành phố không lớn lắm. Vùng ven thành phố là những thị trấn nhỏ. Nơi ở của Mộc Thiên Tuyết nằm ở một trấn nhỏ, nhà cửa cũng rất bình thường. Họ đi đến ngôi nhà dân bình dị ấy, vừa bước vào cửa đã có một cô người làm chạy ra đón, cười nói chị về rồi. Mộc Thiên Tuyết gật đầu, Hồng Quả, đi pha trà đi, có khách đến. Cô gái tên Hồng Quả thưa vâng, chẳng bao lâu sau đã bưng trà lên. Mộc Thiên Tuyết nói, bệ hạ, nhà nhỏ đơn sơ, mong ngài đừng chê. Ngô Bình bảo, cũng tốt mà, rất ấm cúng. Hàn huyên được vài câu, anh vào chủ đề chính, ta đang chuẩn bị mở rộng hải phận, không biết cô có đồng ý gia nhập đế quốc thiên võ hay không? Ta có thể chính thức phong cô là Nam Hải Vương, toàn bộ đảo Nam Hải đều sẽ do cô quản lý. Thần cá sấu và rùa biển tinh đã bị ta thu phục, cũng sẽ là thuộc hạ của cô. Mộc Thiên Tuyết nói, ngài là thánh nhân, lời vàng ngọc của thánh nhân, tôi nào dám trái. Ngô Bình xua tay, ta không miễn cưỡng cô. Mộc Thiên Tuyết bảo, không miễn cưỡng, ta làm Nam Hải Vương cũng chỉ để bảo vệ người dân sống trên biển. Nếu gia nhập đế quốc thiên võ, có lẽ người dân sẽ có cuộc sống tốt hơn. Dưới sự cai trị của thánh nhân, chắc chắn sẽ phồn thịnh thái bình. Ngô Bình cười nói, được, vậy chúng ta thỏa thuận như thế nhé. Uống được vài ngụm trà, Ngô Bình nói tiếp, ta thường đến Đại Lục Hồng Hoang. Nghe nói cô là tu sĩ của nơi đó. Mộc Thiên Tuyết đáp, đúng vậy. Cha tôi vốn là hoàng đế của Hoàng Triều Thiên Hành, sau đó bị phản thần hãm hại. Tôi chạy nạn đến đây rồi dốc sức tu luyện, hy vọng sớm ngày trả thù cho cha. Hoàng Triều Thiên Hành là một hoàng triều vô cùng lớn của Đại Lục Hồng Hoang, Ngô Bình nghe danh đã lâu. Anh rất kinh ngạc, cô là công chúa của Hoàng Triều Thiên Hành ư? Mộc Thiên Tuyết gật đầu, phải. Kẻ thù đã hại nhà tôi có tu vi đạo quân, còn có thần tộc chống lưng, vậy nên muốn giết hắn không phải chuyện dễ.
Ngô Bình nói, cô là thái cổ chân nhân, sớm muộn gì cũng sẽ giết được kẻ thù. Mục Thiên Tuyết cười đáp, cảm ơn lời chúc của bệ hạ. Trầm ngâm giây lát, cô ấy lấy một cái ấn lớn ra, đoạn bảo, bệ hạ, đây là bảo ấn mà lúc Lâm Trung Phụ Hoàng đã giao cho tôi, tên là ấn Hoàng Thiên. Ấn này có thể điều động ấn thiên, có nó rồi, bệ hạ có thể trực tiếp thay trời hành sự, sắc phong sơn thần thổ địa. Bây giờ, tôi giao nó cho bệ hạ. Ngô Bình kinh ngạc, cô giao bảo vật quan trọng này cho ta ư. Mục Thiên Tuyết đáp, ngài là thánh nhân, chỉ có ngài mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của ấn này. Trên khắp thiên hạ, tôi chỉ có thể giao nó cho bệ hạ. Huống chi bệ hạ đã cứu mạng tôi, dĩ nhiên tôi nên báo đáp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 107.